còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng qua vẫn còn đây. Vâng, ngày hôm nay thì cái bảng SEO nhập quân và nó đang gặp rắc rối đôi chút vấn đề. Tôi nghĩ là nó sẽ xong xuôi sớm thôi. Đây là lượt quay đầu tiên. Và tôi sẽ cho các bạn xem lại một chút ở trong ngay lượt quay đầu tiên. Và clip sẽ được lưu lại một cách hết sức đầy đủ, không thiếu một chi tiết nào. Đây. Vâng, như vậy việc chậm chế hơn so với bình thường. Vâng, như vậy là đúng là xong cung đoạt 5 cung 2 chém. 5 cung 2 chém. Không vấn đề chuẩn gì rồi. Cả. Tổng kết cung chém từng lượt một ở trong ngày hôm nay. Và lượt quay đầu tiên cũng đã xong rồi. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với lượt quay thứ hai sau khi kiểm tra được coi thật kỹ ở trong lượt. Rồi, mọi công tác ở trong lượt quay thứ hai cũng đã xong. Vâng, anh Quách Nam cũng đã làm một bài, làm một bàn ba cành ở trong lượt quay này. Hiện tại 9 người vẫn đang theo dõi. Và ngày hôm nay thì muốn quay sớm cho các bạn xem bóng đá cho nó đỡ mất tay mất thời gian. Lượt quay thứ hai. Và cố định ở trong lượt quay thứ hai vẫn cứ là màu 7 thôi. Lượt quay thứ hai có lẽ là sẽ chém thôi. Tôi nghĩ chắc chắn là lượt quay thứ hai này là sẽ chém thôi. Khó lòng mà ra cung lắm. À, 5 cung 2 chém. Đây rồi. Vâng, đại gia tên dài chúng ta bắt đầu làm 100.000 người coi ở trong lượt quay thứ hai. Chém lại cái cho nó chắc ăn. Có lúc sau là vỡ mồm. Khả năng vỡ mồm rất cao. Và số người xem hiện tại vẫn đang dừng lại ở con số 10. Và đã có 25 cành đầu tiên. 20.000 đến từ anh Chính Loe và anh Trường Phạm làm 5 cành ở đây. Hiện tại vẫn đang có 9 người theo dõi. Và có lẽ là từ ngày mai khung giờ sẽ được đẩy lên sớm hơn cho bạn quen hơn. Vâng, số người vẫn đang hơi ít, có lẽ là chúng ta cứ tiếp tục ngồi nghe nhạc vậy. Chờ đợi một lát nữa, số người sẽ trở nên đông hơn. À, chúng ta hãy cùng tiến hành tiếp tục lượt quay thứ hai. Lượt quay đầu tiên đang hơi ảm đạm, không khí vẫn đang hơi ảm đạm. Vâng, 75.000 vẫn là số tiền còn lại, lúc nãy thì bàn 100.000 còn tụt xuống còn 40.000. Nhưng bây giờ thì còn lại 75.000 thôi. Vâng, lượt quay thứ hai hiện tại vẫn đang có 8 người theo dõi. Vâng, hiện tại thì số người vẫn là như vậy và tiền vẫn cứ là như vậy. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng chạy lượt quay thứ hai thôi. Tôi nghĩ là lượt quay thứ hai nên chạy ở đây thôi. Ổn rồi, lượt quay thứ hai như vậy là ổn. Khóa bàn và chạy trong lượt quay thứ hai thôi. Rồi, bàn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng chạy trong lượt quay thứ hai. Không biết đó là cung hay là chém nữa. Và chỉ có thể chạy rồi thì chúng ta mới biết được đó là cung hay là chém thôi. Lượt quay thứ hai xin phép được bắt đầu. Vâng, màu 1 khả năng tiếp tục là chém. Chúng ta hãy cùng F4 và F11 lên. Màu 6 là chém, màu 7 là Funesian, màu 6 là Yamato.
Màu 2 là một chém nữa. Nhưng màu 4 và màu 5 kẹp với màu 1 là cái gì thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Có lẽ chúng ta nên resize ở trong lượt quay này. Và chúng ta hãy cùng đi từ màu 1 vậy. Mở bát luôn màu 1. Phô cung ở trong lượt quay này rồi. Màu 1 đã là phô thì là cung ở trong lượt quay này rồi. Màu 2, một chém, một đều. Màu 3, hình như là cung. Không, đó là Katha. 2-1 dành cho chém. Màu 4, Hitty, 2 đều. Màu 5, Min 1, 3-2. Và màu 6, lại là một chém nữa, 4-2. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Và màu 6 là Yamato, 4-2 ở trong lượt quay này. Và màu 7 đó là Foresian. Bắt đầu một phô, kết thúc vào một phô. Ở giữa có một Hitty, nhưng đó là tất cả của ba cung. Còn lại vẫn cứ là 4 chém thôi. Chém là chém Min 1, chém Ia và 2 chém Kata. 4 chém 3 cung ở trong lượt quay này. Vâng, lần này thì bàn chính vẫn là bàn chém, còn bàn phụ là bàn cung. Bàn màu 7 ở lượt quay này là bàn cung. Vâng, chém chính và phụ cung. Tổng kết luôn cung chém. Cung được cộng thêm 3, 5 cộng 3 bằng 8. Và chém được cộng thêm 4, 2 cộng 4 là bằng 6 luôn. Rồi, ok. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo ngay sau đây thôi. Lượt quay thứ 3. Và mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay thứ 3 đang được gấp rút hoàn tất. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình, tất cả mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Và bây giờ thì sửa tên lượt quay nữa và vào tiền thôi. Vào tiền để nhặt về thôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai là người ra bàn đầu tiên. Đây rồi. Vâng, lượng người xem chỉ là 6 nhưng lần này bàn lại tăng lên gấp đôi. Anh Trường Phạm cũng đã ra đòn. Vâng, lần này thì toàn là cung cả. 30.000 dành cho cung, 5.000 ở phía dưới dành cho cung. Và không biết là đại gia tên dài của chúng ta hiện tại đang ở đâu. Hiện tại không biết là anh đang ở đâu. Và lượt quay này anh thích đánh gì nữa. Đó mới là điều quan trọng. Vâng, liệu chăng có phải là cầu một cung một chém ở trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, 100.000 ở phía bên trên dành cho đại gia tên dài. Anh Chính Lòe cũng đã bùng sới. Vâng, không biết ai là người vào. Vâng, anh Tùng Hà Đông là người đã bắt đầu vào thi đấu. Và phía bên trên còn 5.000 cũng hết luôn. Không biết là của ai đây, có phải là anh Tùng Hà Đông nữa không. Không, như vậy là Đăng Dũng. Đăng Dũng cũng đã nhảy vào đây kiếm tí rồi. Ở trong lượt quay này 100.000 ở phía bên trên vẫn đang còn nguyên chi. Và 100.000 bây giờ đã tụt xuống còn 80.000. Anh Quách Nam cũng đã bắt đầu vào đây với một màn chém 5 cành nữa. Chờ người thi đấu thôi. Không biết là 100.000 ai đã vào đây. Chỉ có thể là anh Chính Lòe. Lần này anh Chính Lòe tiếp tục đầu tư 20 cành nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở trong lượt quay này là cung hay là chém. 7 người là số người vẫn đang theo dõi ở thời điểm hiện tại. Có lẽ chúng ta nên phải chờ đợi thêm một chút nữa để lượng người xem trở nên đông hơn. Vâng, bây giờ thì đại gia tên dài vẫn đang còn 63 cành ở phía bên trên. 17 cành nữa đến từ anh Chính Lòe. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem còn ai vào nữa hay không. Vẫn 7 người.
Thôi rồi, tạm thời chúng ta hãy cùng chạy vòng quay thứ ba ở đây vậy. Tạm thời chạy vòng quay thứ ba. Khóa ba rồi, chúng ta hãy cùng chạy vòng quay thứ ba thôi. Chờ đợi lượt quay sau, hy vọng sẽ trở nên đông hơn. Rồi, bạn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng khởi chạy lượt quay thứ ba. Bộ phim thứ ba, vòng 11 khả năng tiếp tục lại là chém cao. F4 và F11 này chúng ta có thể nhìn thấy rằng Timoleon kia là cung, Himiko màu 7 là chém rồi, Shenlong màu 2 là cung và đó là cung sen, Cleon màu 4 thì lại là chém. Có lẽ chúng ta lại tiếp tục phải resize để có thể theo dõi được ở trong lượt quay này chắc chắn nó là cái gì. Và chúng ta hãy cùng đi từ màu 1, Roman một chém, màu 2 Xiang một đều, màu 3 tên rất dài không biết là cung hay là chém đây, Marcus Achilles, Roman tiếp 2-1, màu 4 chém tiếp 3-1, đúng rồi, màu 5 Propinus Foresia 3-2, màu 6 Timoleon cung, à không, Maxe Timoleon là Maxe. Như vậy trong lượt quay này tiếp tục là chém rồi, các bạn có thể nhìn rõ ở trên màn hình, tiếp tục lại là chém ở trong lượt quay này. Và các bạn có thể nhìn rõ ở trên màn hình, màu 1 Roman, màu 2 Xiang, màu 3 Roman, màu 4 Greg, màu 5 Furetian, màu 7 Maxe, à xin lỗi bạn, màu 6 Maxe và màu 7 là IA. Ở trong lượt quay này tiếp tục lại là 5 chém, 2, 4 và 5, đúng rồi, hai cung đó là cung Xiang và cung Furetian, cung cộng 2 là 10, còn chém cộng với 5 là 11, bứt phá rất nhanh. 10 và 11. Và chúng ta hãy cùng kiểm tra lượng gờ coin để chuẩn bị đến lượt quay tiếp theo. Lượt quay thứ tư thôi. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay thứ tư xem như cũng là đã xong. Vâng, đây rồi, anh Luân Nguyễn đây rồi, lâu lắm. Và quay sớm vãi cả ra. Quay sớm vãi cả ra, nhưng mà hôm nay có bóng đá kìa. Lát nữa anh có xem bóng đá không? Em quay luôn bóng đá luôn cho anh. Và không biết là lát nữa anh có xem bóng không? Lát nữa anh có xem bóng đá không? Em sẽ quay luôn cả bóng đá lên cho anh và mọi người cũng thể xem và ra luôn cả kèo dự đoán nữa, cho nó rực rỡ. Vâng, anh Luân Nguyễn mất 3 vòng. Mà sao hôm nay quay sớm thế các thanh niên? Và ngày hôm nay có bóng đá, vì vậy cố gắng quay sớm lên một chút để cho các bạn có thể tiện theo dõi luôn. Lát nữa thì một tay dự đoán, một tay bóng đá thì là hơi căng. Vì vậy lát nữa thì để cho mọi người tập trung vào bóng đá không thôi. Em sẽ lên luôn cả một kênh Man United và West Brom nữa để mọi người có thể xem và dự đoán luôn. Không biết là như vậy là có ổn hay không. Vâng, quên luôn không nói với anh từ sáng. Và ngày hôm nay thì em sẽ cố gắng cao su, vâng, càng quay càng cao su. Vâng, 300.000 gờ coi đến từ anh Luận Nguyễn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Căng ở đây. Và em nhìn thấy số gờ coi là biết bắt đầu anh Luận Nguyễn thi đấu rồi. Mà anh Luận Nguyễn thi đấu là các bạn biết rồi, không bao giờ có chuyện thua. Lần này anh chọn chém, thế mới căng như. Vâng, căng lắm, anh Luận Nguyễn đã thi đấu thì không bao giờ thua. Hầu như là từ tối hôm qua. Vâng, từ tối hôm qua anh Luận Nguyễn thi đấu không bao giờ thua. Và lần này là anh chọn chém mà bàn với 300.000 gờ coi. À không, anh chuột cung chứ. Anh chuột cung với 300.000 gờ coi. Nhưng ở phía trên, vâng, đại gia tên dài cũng chuột cung luôn. Ai già, vâng, ở trong lượt quay này có lẽ là lượt quay biểu dương lực lượng. Và em nghĩ chắc ở trong lượt quay này nó là lượt quay biểu dương lực lượng thôi, chứ không phải là lượt quay mà mọi người bắt đầu thi đấu. Có lẽ là những pha làm quen, những pha bắt tay và biểu dương lực lượng, tình hình đạn dược thôi.
Sáng nay quẳng 3M là không biết là sáng nay anh quẳng với ai. Không biết là sáng nay anh quẳng với ai. Nếu mà anh quẳng với lại anh đại gia chân dài thì chỉ có thể là xúc thôi. Xúc bằng được, xúc lại bằng được. Vâng, 500.000 người coi ở phía bên trên. Càng thật. Và không biết là trong lượt quay này là cung hay là chém nữa. Nhưng mà mọi người toàn thấy đánh cung cả thôi. Ô, có bạn chém đây. Có bạn chém đến anh Luận Nguyễn này. Vâng, anh sai đánh cả cung lẫn chém như thế này. Quánh cả cung lẫn chém luôn. Và không biết là ai sẽ là người vào bàn của anh đây. Chờ đợi một bàn chém. Không biết là anh lại ra tên dài có thể trả lời hay không. Vâng, đại gia tên dài cũng đã chính thức trả lời rồi. 200.000 người coi cũng đã bùng sới. Và không phải ai khác, đó chính là đại gia tên dài. 500.000 ở phía bên trên, không biết là có câu trả lời hay không. Chém kìa. Không biết là có câu trả lời hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. 200.000 người coi đã bùng sới rồi. Vâng, ở trong lượt quay này thì hình như là anh chính loè cũng đã bắt đầu kết rồi. Có lẽ là phải cần người coi bơm thêm cho anh chính loè để anh có thể đấu mạnh mẽ hơn trong lượt quay này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi anh chính loè một chút để anh hồi gờ coi để có thể thi đấu mạnh mẽ hơn trong lượt quay này. Hơi lag, vâng, sao không hiểu sao mà tự nhiên lại lag đến mức như thế này. Vâng, có lẽ phải tắt cái này đi, lag quá. Vâng, để trình duyệt xem Flash Player chạy cùng với lại cái này bảo sao lag là phải thôi. Không hiểu sao tự nhiên hơi giật lag. Các bạn hãy chờ đợi trong giây lát. Và có vẻ bắt đầu ngon dần hơn rồi. Và tôi cũng muốn một số các bạn tham gia thi đấu một cách đông hơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi một thời gian. Vâng, không biết là anh đã nhận được tiền hay chưa. Không biết rằng anh chính loe anh đã nhận được tiền hay chưa. 500.000 người coi ở trên vẫn đang còn nguyên. Những hai bàn ở phía bên dưới đều đã bay tới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở trong lượt quay này 500.000 người coi kia liệu có bị dục dịch hay không. Vâng, hình như là lộ hết cả hàng họ rồi thì phải. Thôi rồi, chúng ta hãy cùng chốt phiên và chạy lượt quay này thôi. Lượt quay này chắc là chắc chém rồi. Vâng, em nghĩ là lượt quay này cái tỷ lệ chém cao lắm. Khóa bàn và chạy trong lượt quay này thôi. Bàn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng thi đấu trong lượt quay này. Vâng, là cung hay là chém, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Lượt quay này xin phép được bắt đầu. Của gì đây? 1-1 là Hitty. Một cung, F4 và F11 lên. Vâng, một cung nữa đến từ màu 5, một cung nữa đến từ màu 4, đó là hai cung rồi. Nhưng màu 7 thì là chém và màu 3 cũng là chém luôn. Bỏ F4 đi và chúng ta hãy cùng resize đi từ màu 2 và đi tiếp tục đến màu 7. Có lẽ là nên như vậy. Vâng, căng lắm, bên Luận Nguyễn căng lắm. Chưa bao giờ 9 người vẫn đang theo dõi thời điểm hiện tại. Nhưng cái lượng bàn đã tạo ra đang là rất thích. Những con số đang tạo ra đang là rất thích. Vâng, màu 2 thôi. Bắt đầu từ màu 2. Roban, Khánh Hòa. Màu 3. Hình như cũng là chém. Không, Egypt đến từ màu 3. 2-1 rồi cùng. Màu 4. Xiang, 3-1. Màu 5. Egypt 4-1 rồi. Như vậy là trong lượt quay này các bạn có thể nhìn thấy một lần nữa trên màn hình.
AC đến từ màu 6, Egypt màu 5, Sen của màu 4, Egypt nữa của màu 3 và Hitty đến từ màu 1. Đó là những cung của trong lượt quen này: Hitty, Roman, Egypt, Sen, Egypt, AC. Và trong lượt quen này lại là 5 cung 2 chém, 5 cung 2 chém trong lượt quen này. Và cung được cộng thêm 5. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đúng là 5 cung. Bàn phụ ở trong lượt quen này là Yamato và là chém. Vâng, 2 chém, 15 và 13. Rồi, và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo ngay sau đây thôi. Kiểm tra lượng người coi thật kỹ và đến với lượt quay thứ 5 ngay sau đây thôi. Lượng người xem đã bắt đầu tăng lên rồi. Hy vọng những cái bàn và chất lượng của những cái bàn cũng sẽ tăng lên theo lượng người xem. Vâng, đến với lượt quay thứ 5 rồi. Không biết đó là cung hay là chém nữa. Căng lắm. Đánh với anh Luật Nguyễn là không cẩn thận là anh cho xuống hố ngay lập tức. Không biết là anh đại gia tên dài là anh nào, nhưng mà anh cũng đang thi đấu anh Luật Nguyễn rất khỏe. Và dường như không có dấu hiệu nào đúng. Quánh ít nhất là phải ngang phèo. Không biết sợ đến từ đại gia chân dài. À, đại gia tên dài thì phải. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, kiểm tra lượng người coi lại thật kỹ và chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo này thôi. Vâng, hiện tại vẫn đang lượng người xem lên 2 con số rồi. 10 người vẫn đang theo dõi ở thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với lượt quay tiếp theo này. Lượt quay này là của cung của chém đây. Có lẽ là anh đại gia tên dài vẫn đang muốn anh Luận Nguyễn tạo bàn. Hiện tại chưa có bàn nào được tạo ra cả. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ai sẽ là người tạo bàn đầu tiên. Và đại gia tên bàn tên dài tạo bàn tiếp đi. Vâng, lượt quay thứ 5 không biết là anh sẽ thích cung hay thích chém đây. Chúng ta tiếp tục chờ đợi. Vâng, đây rồi, đây rồi. Đại gia tên dài chúng ta bắt đầu tạo bàn. Một bàn 7 con số đầu tiên ở trong ngày hôm nay. 1 triệu g. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ai sẽ là người vào bàn của đại gia tên dài. 1 triệu g coi cực kỳ thơm. Vâng, còn gì thơm hơn. Cứ 1 triệu gờ coi này vã được còn gì thơ. Đây rồi, 50.000 gờ coi nữa đến từ anh Chính Lê. Tiếp tục vào 50.000 gờ coi nữa. Và chúng ta hãy cùng chờ xem anh Luận Nguyễn có thi đấu ở trong lượt quay này hay không. Vâng, pot quân ngày hôm nay thì bảng rất xin lỗi anh Luận Nguyễn luôn. Ngày hôm nay thì bảng quân đang gặp một cơ số cái vấn đề. Vâng, kỹ thuật viên Đăng Dũng chỉ chụp lại từng lượt quân và sau đó thì pot thẳng vào. Vâng, chụp lại từng lượt quân và pot thẳng vào bài của group kênh AOM.com thôi. Còn bảng sale đang gặp chút vấn đề. Vâng, đúng là 10 người vẫn đang theo dõi từ điểm hiện tại. 2 bàn vẫn đang được tạo ra. Nhưng chưa có bàn nào mất số thì phải. Anh Luận Nguyễn đây rồi, anh chọn chém. Vâng, chán nhỉ ở trong lượt quay này. Anh chọn chém 300.000 người coi. 1 triệu phía bên trên anh chả thấy mút gì cả. Phía bên dưới anh làm phát 300.000. Có 5.000 người coi đến từ anh Quách Nam mà phát này là anh chọn hên xui. Vâng, có thể là hên mà cũng có thể là xui. Chỉ là 50-50 thôi. Chưa ai có thể khẳng định trong chương trình Triệu Phú gờ coi là người đó có thể ăn. Vâng, chỉ có điều tôi khẳng định luôn, đó là cứ tham gia là kiểu gì cũng có được niềm vui. Chắc chắn là như vậy. Anh Chính Loe cũng đã bắt đầu tham dự với 50.000. Và không biết là 250.000 còn lại đại gia tên tài có bầu thi đấu hay không. Có 2.000 nữa đến từ anh Trường Phạm. Vâng, còn ai nữa không, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Không, như vậy là chỉ còn lại 2.000 thôi. Vâng, anh Luận Nguyễn đã bắt đầu tham gia. Màu 7 lại nữa, tiếp tục chọn chém vào trong lượt màu bờ. Lượt này màu 7 nữa, 200.000 gờ coi nữa. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu trả lời đến từ đại gia tên dài. Hết luôn rồi, 200.000 hết luôn. 1 triệu người coi đến từ đại gia tên dài ở phía bên trên. Chưa. Và 1 triệu người coi vẫn đang còn nguyên. Thôi rồi, chúng ta hãy cùng chốt phiên với 11 người vẫn đang theo dõi để chạy lượt quay này thôi. Tôi nghĩ là hợp lý rồi. Chốt phiên và chạy là hợp lý rồi. Không biết là lượt quay này là cung hay là chém. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng một là đại gia tên dài, hai
là anh Luận Nguyễn có thể thi đấu và giành được chiến thắng ở trong lượt này. Chốt phiên rồi, và chúng ta cùng chạy xem thôi. Vâng, là cả chém đây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Màu 1 chém rồi, anh Luận Nguyễn ăn rồi. Vâng, chỉ có thể là chém với màu 1 như thế này thôi. F4 và F11 lên, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Vâng, màu 2 tiếp tục là chém. Màu vâng, ở trong lượt quay này Teno màu 6 cũng là chém luôn. Ăn rồi, không nói nhiều. Vâng, anh đã chính thức ăn rồi. Màu 7 kia hình như là, vâng, cái tên dài dài thì thường là cái tên cung, nhưng mà vâng, không phải lúc nào nó cũng đúng. Vâng, ta hãy cùng đi từ màu 2. Vâng, màu 2 một chém Greg, đúng là như vậy. Màu 3 Minatet là cái gì? Tiếp tục là Greg nữa, hai Greg. Và màu 1 dường như cũng là Greg luôn. Chúng ta cùng xem màu 1. Vâng, Phonesian đến từ màu 1. Và bây giờ thì đến với màu 4. Choi Son 3 chém. Màu 5 Min Wan 4 chém. Màu 6 Ia 5 chém, ôi khiếp hồn. Và đến với màu 7, tiếp tục là chém nữa thì anh Luận Nguyễn sẽ làm cả hai bàn. Màu 7 Min Wan tiếp tục là chém làm hai bàn. Mát rất bát chuột đến từ anh Luận Nguyễn, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Ở trong lượt quay này 6 chém 1 cung. Vâng, cung thì được cộng thêm 1 ở trong lượt quay này, tức là thành 16. Còn chém thì được cộng thêm những 6 là lên 19. Một pha lại tiếp tục bứt phá ngoạn mục. Vâng, lượt quay này Pho, Greg, Choi Son, Minwan, Ia, Minwan 6 chém 1 cung. Xong chém ở trong lượt quay này. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo. Vâng, lượt quay 6 ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Anh ăn rồi, anh vẫn cứ bảo là oảng với ông Bầm rồi, khiếp một. Thôi ăn non lời rồi. Vâng, chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo này. Lượt quay thứ 6 rồi. Bỗng nhiên hơi giật một chút. Rồi, mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Đây rồi, anh chính lệ đây rồi. Vâng, anh chính lệ hình như là hôm ngày hôm nay tối nay hơi đen. Quánh đầu trên đấy thì phải, cứ vào đâu trên đấy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh Luận Nguyễn đang ở đâu. Mới đang theo chắc chắn là có anh Luận Nguyễn thôi, nhưng không biết là anh đang nằm ở vị trí nào, đó mới là điều quan trọng. Đây rồi. Vâng, 234.000 và bây giờ chỉ lại còn lại 184.000 thôi. Các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Vâng, anh Quân 279 cũng đã bắt đầu vào thi đấu rồi. Lần này anh chọn chém và không biết là đại gia tên dài của chúng ta lần này chọn cái gì. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Cung này là chém đến từ đại gia tên dài. Và quan trọng đó là bàn bao nhiêu, đó mới là những điều quan trọng. Đây rồi, có bàn. 500.000 gờ coi đến từ đại gia tên dài trong lượt quay này. Một lượt ăn non. Và bây giờ thì còn lại 164.000. Không biết là đại gia tên dài có hốt nốt không. 160.000. Anh đại gia tên dài không vào là hết. Không vào là hết, các bạn khán giả đang theo cực nhanh. Cuối cùng thì cũng đã bay sới và không phải ai khác, chính là đại gia tên dài. Lần này đại gia tên dài chọn cung. Tất cả bàn chém có lẽ anh sẽ ôm số được toàn bộ. Tôi nghĩ là anh sẽ ôm số được toàn bộ bàn chém thôi. Vâng, ở trên phía bên trên chém màu 7 anh cũng ôm luôn, khiếp hồn. Vâng, nhìn thấy chém ở đâu là ghét ở đấy rồi. Còn lại 30.000 dành cho bàn cung của anh Chính Loe. Tiếp tục anh Chính Loe là người theo sát anh đại gia tên dài trong lượt quay này. Hiện tại số người xem đã bắt đầu tăng lên dần rồi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi. Vâng, tiếp tục tụt ở bàn 500.000. Tôi đã thấy bắt đầu tụt rồi, 111.000, không phải ai khác, đó chính là anh Luận Nguyễn. Rất hay. Vâng, thi đấu nó phải là như thế. Đã không đấu thì thôi, một khi đấu là phải rực rỡ. Vẫn là còn 389.000, có lẽ vẫn phải chờ một pha di động số tiền này nữa.
Mà không biết là ai sẽ là người di rời cái số tiền ở đây. Tôi nghĩ là chỉ có thể là anh Luận Nguyễn, hoặc là một đại gia nào đó, hình như là anh Hiến Quang Trường. Anh Hiến Quang Trường nữa thôi. Tôi nghĩ là chỉ có chừng hai người này mới có đủ khả năng ở thời điểm hiện tại để bốc đi 500.000 Gcoin này thôi. Vâng, tỷ lệ nó là 50-50, có thể ăn và cũng có thể oảng. Lượt quay trước là đại gia tên dài đã oảng, nhưng hai lượt quay trước nữa thì lại là ăn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi ở trong lượt quay này là ăn hay là oảng. Rồi, chúng ta hãy cùng chốt phiên lượt quay thứ 6 rồi. Tôi nghĩ là như vậy là ổn rồi. 13 người đang theo dõi như này là ổn rồi. Chốt phiên. Rồi, phiên cũng đã được chốt và chúng ta cùng tiến hành cử hành ở trong lượt quay thứ 6 rồi. Của cung hay là của chém, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Mẫu 1 tiếp tục là chém. Không thấy cung đâu từ nãy giờ. Vâng, tỷ lệ cung là rất ít. F4 và F11 lên. Các bạn có thể thấy rằng màu 6 là chém, màu 5 là cung, màu 4 là chém, màu 7 là chém, và màu 1 nếu là chém thì ở trong lượt quay này tiếp tục là chém luôn. Màu 1 cho son chém rồi. Tiếp tục lại một lần nữa. Vâng, tiền lại bỏ vào túi của anh. Anh gì nhỉ, quên mất rồi. Anh Luận Nguyễn, đúng rồi. Tiếp tục một lần nữa, tiền lại bỏ vào túi của anh Luận Nguyễn. Egypt, Babylon, Hitty. Đó là ba cung ở trong lượt quay này. Nhưng ở trong lượt quay này là song chém, bàn chính cũng chém, bàn phụ cũng chém. Màu 7 là Catanian, Greg đến từ màu 6, choi son của màu 4 và choi son nữa của màu 1. Chúc mừng các bạn khán giả đã đặt cho chém ở trong lượt quay này. Vâng, tất nhiên là cả hai màu, à cả hai bàn. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo, lượt quay thứ 6 ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. À, lượt quay thứ 7 ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Bốn chém ba cung. Vâng, cung được cộng thêm 3, 19. Chém được cộng thêm 4, 23. Rồi. Lượt quay tiếp theo, lượt quay thứ 7 thôi. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay thứ 7 cũng đã xong. Và bây giờ quan trọng đó là những cái bàn thôi. Và anh Hiển Quang Trường 100.000 Gcoin. Bây giờ cứ quay đến đâu chết đấy thì quay đến đâu chẳng phải cười đấy anh. Vâng, bây giờ không nhẽ không cười, chẳng nhẽ là anh vừa ngồi vừa khóc. Vâng, quay đến đâu chết đến đấy thì làm sao mà có chuyện cười này được. À, làm sao có cái chuyện mà không vui được. Càng đánh càng chết, tức là càng đánh cũng phải càng vui. Vui thì lượt sau tiền mới về. Vâng, màn hình đang có một chút hơi giật lag. Các bạn hãy cùng chờ đợi. Có lẽ là do một số chương trình đang chạy đè lên cái máy tính nữa. Bảo sao nó hơi giật lag. Giờ có vẻ như bắt đầu đỡ hơn nhiều rồi. Tôi nhìn thấy vâng, đỡ hơn nhiều rồi. Rồi, ổn rồi. Các bạn có thể nhìn rõ trên màn hình. Bây giờ anh Luận Nguyễn đang là người trả làng nhé. 231.000. Lần này anh Luận Nguyễn đánh chém, tiếp tục đánh chém dành cho màu 7. Còn bàn chính thì không biết là anh đánh cung hay đánh chém đây. À không, bàn chính anh đánh chém, bàn phụ cũng đánh chém luôn. 231.000 mà không biết là trả làng hay là vét làng đây. Lượt này không biết là trả làng hay vét làng. Tôi nghi lắm. Không biết là trả hay là vét, tôi nghi khả năng là vét lắm. Anh em hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Đại gia chân dài, à quên, đại gia tên dài, không biết là có ra đòn hay không. Đây rồi, 1 triệu vừa coi đến từ đại gia tên dài. Và lượt quay này đại gia tên dài chọn được cùng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem.
Vâng, bạn ở phía bên dưới cũng đã hết 58.000, đó là số tiền còn lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh có giải quyết nốt hay không. Xúc hết tất cả những bàn chém trong lượt quay này. Chừa lại một bàn cung ở phía bên trên. 998.000 là số tiền còn lại sau khi anh Luận Nguyễn đã ủng sổ. Vâng, anh vào 2k, tôi chịu. Vâng, Đăng Dũng anh cứ lải nhải cái gì không biết. Anh dở hơi sao anh cứ lải nhải. Thực quay còn chưa hết đâu, cứ lải nhải ở bên cạnh. Tôi đau đầu đúng rồi. Vâng, hiện tại thì vẫn đang có 10 cạnh, nhưng mà bây giờ thì số tiền thi đấu đang không hề nhỏ. Mút tạ đại gia 2 cạnh xong lăn ra cười. Vâng, tôi đến chịu luôn. Kiểu thi đấu như vậy tôi đến chịu. Vâng, 998.000 vẫn là số tiền còn lại. Không biết là phía bên trên còn ai muốn vào nữa hay không. Tiếp tục đánh chém đến từ anh Luận Nguyễn, anh Hiển Quang Trường trong lượt con này đánh cung. 98.000 vẫn là số tiền còn lại. Và 5 cạnh ở phía bên dưới đến từ anh Vâng Quách Nam, cũng chỉ là anh Luận Nguyễn vào thôi. Rồi, chúng ta hãy cùng khóa bàn và chạy trong lượt quay này thôi. Và chúng ta hãy cùng khóa bàn chạy trong lượt quay này. Và lượt quay này có lẽ là mở bát phát. Mở bát phát ở trong lượt quay này. Vâng, lượt quay thứ 7 xin phép được bắt đầu là. Vâng, lại là chém mư F4 và F11 lên. Tên dài nhưng khả năng ở trong lượt quay này vẫn cứ là chém. Vâng, Summer, Phonesian và Phonesian, đó là ba chém còn lại tất cả đều là cung. Vâng, lại xong, à còn đó là ba cung còn lại tất cả là chém. Lại xong một lần nữa, xong xong. Và xong cái gì, đó là xong chém. Ôi không, đại gia tên dài đang chết. Vâng, chết không cửa bật, chết không kịp ngáp. Rất nhiều những cái tên dài. Nhưng đó là Max C, đó là Kata, xong chém ở trong lượt quân này. Và cứ tổng kết thôi, cứ xong chém và vác vào tổng kết thôi. Và các bạn có thể nhìn rõ lại một lần nữa ở trên màn hình. Phonesian, Kata, Maxe, Fo, Summer, Minwan, Roman. Tổng kết luôn cung chém các bạn khán giả. Vâng, tiền cứ về là tổng kết. Cung chém ở trong lượt quay này. Và cung được cộng thêm 3. Và chém được cộng thêm 4. 4 chém tức là lên 27. Và cung 3, 2, 2. Rồi, và tôi biết ngay mà anh Luận Nguyễn làm gì có chuyện giả. Chỉ có vét chứ làm gì có chuyện giả. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Lượt quay... Vâng, 16 người vẫn đang theo dõi ở thời điểm hiện tại. Số người đang theo dõi tăng đột biến và bất ngờ. Không thể tin nổi. Lượt quay thứ 8 trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Vâng, đến từ anh Chính Loè. 13 người, vâng, 3 người có lẽ rằng không thể trụ nổi ở đấu trường này. Đây là đấu trường quá khắc nghiệt và 13 người đã không trụ nổi, quyết định bung sới. Và bây giờ thì quay trở lại, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với những cái tên sừng sỏ đấu trường chúng ta. Vâng, 3 vòng ăn cả 2 bàn thấy thế nào? Vâng, một cảm giác là dồ mốt đến từ anh Luận Nguyễn ở thời điểm hiện tại. Có lẽ là rất dồ mốt và bây giờ thì xin mời anh Luận Nguyễn tạo bàn đi thôi. Tôi nghĩ là ăn bàn là phải tạo bàn thôi. Vẫn chưa thấy tạo bàn, đây rồi. Lần này trả thật đó, 234.000 đến từ anh Luận Nguyễn. Tiếp tục đánh chém. Khiếp hồn, bệt chém rồi. Tôi nghĩ đây, anh đã bắt đầu bệt chém rồi. Càng lắm. Vâng, gờ coi này thì đâu cho lại thi đấu với anh Luận Nguyễn chứ còn bao nhiêu về hết tay của anh Luận Nguyễn chứ còn đâu mà thi đấu.
Làm gì còn nữa đâu. Vâng, hiện tại bây giờ thì không ai còn gờ coi nữa thì phải. Vâng, anh Hiển Quang Trường ở trong lượt quay này không kịp đặt. Khiếp hồn. Vâng, cung ở trên có 5.000. Đúng là cò no khó giữ. Rất khó giữ. Vâng, thêm một bản cung nữa. Thêm những bản cung nữa ở phía bên trên. Anh Hiển Quang Trường, anh Quách Nam, anh Chính Lòe, tất cả cũng đều đá vào đây. Vâng, trả làng 300.000 gờ coi trong lượt quay này. Lại tiếp tục bầu 7 dành cho chém. Khiếp hồn. Vâng, trả nữa, trả làng, trả nữa. Mỗi lượt, vâng, 600.000 gờ coi trong lượt quay này. Chơi chưa? Vâng, có độ chơi chưa? Thế bàn chính nữa đâu? Vâng, trả nữa ở bàn chính đi. Vâng, trả thế này tôi nghĩ là 600.000 là ổn rồi. Anh tiếp tục trả bàn chính. Với 1.000.000 gờ coi ở bàn chính nữa. Nó phải rực rỡ như vậy. Quánh nó phải thống trị toàn bộ. Vâng, hiện tại thì vẫn đang còn 100k ở coi kìa. Vâng, bàn chính đến từ anh Chính Lòe. Anh Chính Lòe. Vâng, chính xác là anh Chính Lòe thì vẫn chờ đợi anh Luận Nguyễn thôi. Vâng, ở trong lượt quay này không biết là cái gì đây. Khó chơi lắm. Vâng, ở trong lượt quay này khó chơi lắm. 100.000 ở coi. Vâng, đến từ anh Chính Lòe vẫn đang chờ đợi anh Luận Nguyễn. Không biết anh chờ đợi anh Luận Nguyễn có linh động vào trong này nốt hay không. Là 100k gờ coi ở phía bên dưới 40k nữa. Vâng, linh động nốt đi anh. Còn chờ đợi gì nữa đâu. Linh động, linh động, linh động, linh động, linh động nốt. Mình là người có tiền cơ mà. Và anh Chính Loe anh là người có tiền cơ mà. Hơi liều tiểu. Chưa thấy đại gia tên giải ở trong lượt quay này lên tiếng gì cả. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, bắt đầu lên tiếng rồi. Tôi thấy đã bắt đầu lên tiếng rồi, hai bàn cũng đã bùng sới rồi. Vâng, hai bàn cũng đã bùng sới. Và không biết là anh đi gom tất cả những cái bàn còn lại đấy không. 40 cạnh ở phía bên dưới cũng đã được anh gom luôn. Vâng, anh lần này anh kết chém bàn chính, kết cung bàn phụ. Kiểu dị hợm khác người. Rất dị hợm và khác người. Được rồi, có lẽ là khóa bàn và chạy trong lượt quay này thôi. Tôi nghĩ như vậy là được rồi. Rồi, bàn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng chạy ở trong lượt quay thứ 8 thôi. Lượt quay thứ 8 xin phép được bắt đầu. Lượt quay thứ 8 đó là cái gì? Màu 1 thì đã là cung rồi. Vâng, F4 và F11 đây chúng ta nhìn thấy màu 7 Plopinus là chém rồi, anh ăn rồi. Vâng, Plopinus là chém và anh lại ăn rồi. William Johnson kia là chém. Màu 6 cũng là chém. Hình như màu 2 Axios kia cũng là chém luôn. Mở bát luôn trong lượt quay này. Không nói nhiều, mở bát luôn trong lượt quay này. Màu 7 là Phoenician. Xiang đến từ màu 5. Và AC đến từ màu 1, đó là ba cung. Vâng, chính là chém, bàn phụ là cung. Chính chém phụ, chính chém phụ cung ở trong lượt quay này. Vâng, AC đến từ màu 1, Minwan màu 2, Choson màu 3, Maxe màu 4. Đó là ba chém, cộng một chém Choson đến từ màu 6 nữa. Khiếp hồn. Vâng. Anh Luận Nguyễn đang làm cái gì thế này? Vâng, anh đang hơi khóc hơi to trên khung chat. Anh khóc hơi to. Chính chém phụ cung. Các bạn có thể nhìn rõ trên màn hình. AC đến từ màu 1. Maxe của... À không, xin lỗi bạn. AC màu 1. Xiang màu 5. Và Phoenicia đến từ màu 7. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo thôi. À không, vâng, tổng kết cùng chém luôn một chút. Ba chém bốn cung. Chém thành 25. Có bốn cung nó... À không, 26. Ba chém nó thành 30 rồi. Cách biệt vẫn đang là 4 bàn. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo ngay sau đây thôi. Tình hình vẫn đang rất căng.
Vâng, anh chính lòe có vẻ như đá căng hơn bao giờ hết. Người căng nhất vẫn cứ là anh chính lòe thôi. Lượt quay thứ 9. Rồi, mọi công tác chuẩn bị trong lượt quay thứ 9 cũng đã xong. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với sàn Gcoin thôi. Vâng, tạo bàn nó lag 1 thành 2. Và nó là lag 1 thành 2. Hóa ra tự nhiên lại bị anh đại gia tên dài vào mất. Vâng, như vậy anh phải trả thù anh đại gia tên dài. Anh phải trả thù bằng được anh đại gia tên dài này. Không để cho có chuyện anh đại gia tên dài và muốn làm loạn kiểu gì thì làm loạn như thế này được. Anh phải trả thù. 211.000. Bờ mời không lag hai bàn nữa đâu. Đến từ anh Luận Nguyễn là không biết là anh đại gia tên dài có phải là bờm hay không. Em nghĩ là chưa chắc nó phải là anh bờm đâu. Chưa chắc. Anh có thể kiểm nghiệm lại một chút. Chưa chắc nó phải là bờm đâu. Ở trong lượt quân này toàn chém thôi. Và tôi nhìn thấy là chém không là chém thôi. Chưa thấy mặt cung đâu. À đây có một mặt cung 50 cảnh. Đến từ anh. Vâng, cảnh sát. Anh cảnh sát biển, đúng rồi. Vâng, Polike. Và có chữ BP ở phía sau. Đọc gọi tắt là cảnh sát biển. Bây giờ là ngành đang hot. Ngành siêu hot ở thời điểm hiện tại. Gọi tắt là anh đặt à, vâng, anh cảnh sát biển. Vâng, bàn chém ở phía bên trên vẫn là còn 34 cảnh. Ui giời, tạo bàn 36 cành. À tôi lại tưởng là anh Luận Nguyễn tạo bàn 36 cành hơi lìu tiểu. Vẫn đang còn 14 cành. Xin mời. Bác đi gom số rồi. Tôi bắt đầu thấy có hiện tượng gom số rồi. Ở trong lượt quay này tiếp tục anh Luận Nguyễn là người chọn chém. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Rồi, vâng, một bàn cung to vật vã ở phía bên trên. Chắc là thách thức anh Luận Nguyễn đây rồi. Vâng, có lẽ là chỉ có thể thách thức được anh Luận Nguyễn thôi. Không biết là anh vâng Hiển Quang Trường đâu rồi. Không biết là ai đây. 1 triệu vừa coi, không biết là của ai. Căng quá. Không biết là có bị mút ở trong lượt quay này hay không. Nhưng tôi thấy đang rất căng. Hiện tượng này đang cực kỳ căng. Ai là người tháo căng vụ này? Một triệu ở coi vẫn đang nằm nguyên ở vị trí trên cùng. Vâng, theo thông báo đến từ kỹ thuật viên Đăng Dũng thì anh Luận Nguyễn đang có số lượng ở coi khoảng 20 triệu. Và 1 triệu ở coi này anh có thể giết chết, đập chết bất kỳ lúc nào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, chắc phải ngồi im chờ cái cầu thôi. Như thế này thì căng quá. Đại gia tên dài là người thích chọn cung của trong lượt quân này. Và chưa thấy anh Luận Nguyễn câu trả lời. Hai cảnh. Vâng, hai người, mỗi người hai cảnh. Ui giời ơi. Không phải ai khác. Đó chính là anh Luận Nguyễn. Vâng, hai bàn mỗi bàn 200 cảnh thì có phải là đẹp hay không. Số mã nó trở nên rực rỡ hơn. Cuộc sống nó trở nên tươi đẹp hơn. Mọi thứ nó trở nên lung linh hơn. Anh Hiền Quang Trường lần này là người thích đánh cung rồi. Có lẽ là như vậy. 211.000 ở phía bên trên đã bị mút không thương tiếc. 196.000, à 996.000 ở phía bên trên vẫn đang còn. Thôi rồi, có lẽ chúng ta cũng chốt phiên và chạy lượt quay này thôi. Có lẽ phải chờ đến lượt quay sau. Rồi, bàn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng chốt phiên và chạy lượt quay này. Ủa, vâng, lag lag khiếp hồn. Không hiểu đây là cái máy tính hay là nó là cái gì nữa. Nó là cái mức kinh khủng khiếp. Rồi, chúng ta hãy cùng chạy ở trong lượt quay này. Nó là cái gì thì có lẽ rằng chỉ có quay thì chúng ta mới biết được nó là cái gì thôi. Màu 1 tiếp tục là cung. F4 và F11 lên. Chúng ta nhìn thấy màu 2 là chém. Màu 5 là chém rồi. Chém chặt ở trong lượt quay này. Không có cửa cho cung mở bát luôn. Để cho anh Luận Nguyễn yên tâm lấy tiền. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình Summer AC Foresian và AC. Vâng, xong cung ở trong lượt quay này. Xong cung ở trong lượt quay này. Vâng, tôi nhìn thấy màu 2 rõ ràng, màu 4 rõ ràng, màu 6 rõ ràng, nó là 3 chém rồi.
Vâng, nhưng mà những cái tên còn lại chưa xác định được cái gì nhưng vẫn cứ ra cung ở trong lượt quân này, tài thật đấy. Vâng, vẫn ra cung ở trong lượt quân này. Dây cung phải chăng là đã tới? Phải chăng dây cung của chúng ta đã tới với một lượt quay 4 cung ở trong lượt quân này? Và xong cung luôn, màu 7 xuất hiện, cung Egypt chấm hết tất cả những hy vọng của chém ở trong lượt quay này. Xong cung, xong cung, 4 chém 3 cung. À xin lỗi bạn, 4 cung 3 chém. Và 33. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem trong lượt quay sau nó là cung hay là chém. Chứ còn ở lượt quay này thì đã là lượt quay của cung rồi, xong cung luôn trong lượt quay này. Vâng, lượt quay thứ 10 ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Rồi, mọi công tác chuẩn bị trong lượt quay thứ 10 cũng đã xong. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ai là người tạo bàn đầu tiên. Vâng, như vậy là anh T-Pro là người tạo bàn đầu tiên. Một bàn 30 cảnh. Vâng, nhìn những cái tên, vâng, anh đang thắc mắc là tại sao bình luận viên lại biết được là vâng, những cái tên là cung hay là chém nhỉ? Vâng, anh vào phát là có những cái tên khi chúng ta F4, F11 nên có những cái tên nhìn cái là vâng, rất quen. Đế chế nó chỉ có một mặt những cái tên đấy thôi. Vâng, lặp đi lặp lại những cái tên mà thuộc quân của computer vẫn hay thường đặt theo những vị vua cũ của ngày xưa, những nền đế chế của ngày xưa chỉ là như vậy thôi, nhìn cái là biết thôi. Vâng, nhìn cái mẫu nhà chúng ta cũng để đoán được, nhưng ở mẫu nhà chúng ta còn phải suy nghĩ có lẽ là rất nhiều. Ô vâng, hình như là stream rồi thì phải. Ui giời, vâng, nhảy phát ra lắm bàn như thế đấy. Anh Nguyễn là người đã bắt đầu tạo bàn đầu tiên bàn chém. Anh Luận Nguyễn ngày hôm nay thì kết chém rồi, kết nổ đĩa là chém rồi. Rất nhiều bàn chém trong lượt quay này. Và có lẽ là phải chờ thôi. Có lẽ là phải chờ một bàn cung thôi. Và không phải ai khác, đó chỉ có thể là đại gia chân dài. À, đại gia tên dài. Không phải ai khác, chính là đại gia tên dài mới có thể bình ổn được thị trường chém trong lượt quay này thôi. Một bàn cung 500.000 ngựa coi, 500.000 ngựa coi đến từ anh đại gia tên dài. Vâng, bây giờ thì bàn chém ở phía dưới anh đã bắt đầu đi gom số dần dần. Tôi nhìn thấy những số chém nó bắt đầu hết dần dần, những mặt chém nó bắt đầu hết dần dần mới là chính xác. Mặt chém không còn nhiều số, kể cả bàn chính lẫn bàn phụ. Và hết sạch rồi, hết sạch số bàn chém. Rất tuyệt vời. Vâng, đánh thế mới là đánh chứ. Bây giờ thì 500.000 ngựa coi phía bên trên. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người giải mã được 500.000 này. 12 người, ai chưa người giải mã được 500.000? Vâng, anh Hiền, Hiền Quang Trường hãy là bảo, vâng, báo rằng là ôm bom luôn rồi. 50.000 ở phía bên trên đến từ bàn cung cũng hết và tôi xem đó là ai. 42.000 đến từ anh Luận Nguyễn và 500.000 ở phía bên trên. Vâng, cũng chỉ còn lại 377.000 và không phải ai khác, đấy chính là anh Luận Nguyễn. 375.000, 2.000 tiếp theo là của anh Luận Nguyễn. Và không thể tin nổi những cái bàn có cộng thêm 2. Người ta gọi đấy là cộng 2. Công cộng 2 và giáp cũng cộng 2 luôn. Công giáp đầy đủ, cộng thêm 3 nữa. Và tiếp tục một bàn nữa, 4.000. Và gài vào 4 chỉ có thể là anh Luận Nguyễn thôi. Kiểu nó phải như vậy.
đây rồi. Có hàng thêm 70.000 ngựa coi đến từ... Vâng, anh làm cái bọp phát cho nó hết luôn để chúng ta cùng lên đò. Làm bọp phát hết luôn để chúng ta cùng lên đò trong lượt quay thứ 10 thôi. Thánh thọt lại 8.000 nữa. Và không phải ai khác, chính là anh Luận Nguyễn. Thôi rồi, có lẽ là như vậy là ổn rồi. Chúng ta chốt phiên và chạy ở trong lượt quay này thôi. Vâng, sao kê nhìn cho nó rực rỡ. Được rồi, bạn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng chuẩn bị thi đấu ở trong lượt quay này thôi. Của cung hay là của chém đây? Có lẽ anh Luận Nguyễn là sau rất nhiều lượt chết thì lượt này anh phải ăn. Đã đến lúc anh ăn rồi. Em, vâng, có lẽ là trong lượt quay này em phải quay ra cung cho anh thôi. Đã đến lúc anh phải ăn rồi. Đã đến lúc anh cần phải ăn. Và nó là cái gì? Đấy, biết ngay. Màu 1 IA cho son làm gì? Có sen có hai cây gỗ đầu 75 vàng ạ. Không bao giờ có sen có hai cây gỗ đầu 75 vàng. Vâng, xin điếu thuốc nào để cho anh chắc chắn ăn ở trong lượt quay này nè. Vâng, F4 và F11 lên cho anh có thể thoải mái. Vâng, anh nhìn thấy màu 7. Chắc chắn là anh ăn màu 7 chém rồi. Và ai thích đánh chém 7 cuối cùng là chém luôn. Xin bật lửa luôn. Chúng ta hãy cùng resize và đi từ màu 7 và đi lại thôi. Yamato đến từ màu 7. Một khởi đầu tuyệt vời dành cho anh Luận Nguyễn. Ui giời, đây bãi đá. Vâng, màu 7 nằm chỗ nào nhỉ? Đây rồi, Yamato. Màu 6 tiếp tục là một chém nữa. Và dường như đây là Maxi. Không Summer. Một đều. Màu 5 là cung sen. 2-1 dành cho cung. Nhưng anh yên tâm, không sợ. Vâng, màu 4 là chém rồi. Cái vần ớt được sau cùng kia thì lấy đâu ra cùng. Màu 4 Pamiran. Vâng, chém Pan. Chém tuyển Pamiran. 3-1 dành cho cùng. Màu 3, anh yên tâm, anh đang còn màu 1 thủ sẵn, chắc chắn là một chém của anh cơ mà. Vâng, màu 3 Phonesian. 4 cùng rồi. Vâng, cùng chính chém phụ. Cùng chính chém phụ ở trong lượt quay này. Vâng, ở trong lượt quay này là cung chính chém phụ. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình 5 cung 2 chém, 5 cung 2 chém. Vâng, anh vẫn ăn bàn phụ ở trong lượt quay này. Trên bàn chính nhưng anh vẫn ăn bàn phụ. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên mình 5 cung, cung được cộng thêm 5 là tổng 55 cung. Chém được cộng thêm 2, 35 và 35. Sau 10 lượt quay, chuẩn như Lê Duẩn luôn. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo, lượt quay thứ 11 và F5 kiểm tra lượng gờ coi thật sự kỹ càng. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay thứ 11 cũng đã xong. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với đấu trường của chúng tôi. Sàn gờ co tất cả. Và ở trong lượt quay này không biết là đại gia Luận Nguyễn của chúng ta sẽ đánh gì.
Vâng, quay trở lại với sàn người coi. Đây rồi. Vâng, đây rồi. Có hai anh em chơi chán gì. Vâng, hiện tại 12 người vẫn đang theo dõi. Nhưng mà tại sao lại có hai anh em chơi thế này. Vâng, chán nhỉ, chán nhỉ. Vâng, căng cỏ quá. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình 400.000 người coi ở trong lượt quay này. Anh tiếp tục giành cho chém. Căng quá. Vâng, ai sẽ là người đánh cùng đây? Ai sẽ là người chung tay? Vâng, có lẽ rằng anh đại gia sẽ... Anh đại gia tên dài cũng chỉ đánh rất nhỏ lẻ ở đây thôi. Còn lại sẽ dành số cho rất nhiều người khác nữa. Mặt chém vẫn đang còn rất nhiều. Mặt chém ở trong lượt quay này vẫn đang còn rất rất nhiều. Không phải là nhiều mà còn rất rất nhiều. Có lẽ phải gọi các bồ, các bầu vào đây thôi. Thôi rồi, lượm ơi, với 300.000 người coi ở trong lượt quay này. Anh Luận Nguyễn vẫn tiếp tục dành 300.000 người coi ở trong lượt quay này. Ở phía dưới vẫn đang còn 54.000 người coi nữa dành cho chém của mùa 7. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đại gia tên dài có thi đấu hay không. Dường như anh vẫn thi đấu, đúng là như vậy. Vẫn chừa số lại còn lại cho anh em. Đại gia tên dài không mua hết, vẫn chừa số. Anh em cứ thoải mái trong lượt quay này. Số má xuống tay một cách thoải mái. Vẫn đang còn nhiều, lỏng và xuống thoải mái. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với sàn thôi. Vâng, tiếp tục quay trở lại với sàn thôi. Bây giờ là căng cò quá. Vâng, anh Luận Nguyễn đã đến lúc căng quá là phải đi hút thuốc rồi. Có lẽ là căng quá anh phải đi hút thuốc. 12 người vẫn đang theo dõi thời điểm hiện tại. Nhưng những cái bàn nó tạo ra với những con số có thể nói là to đến mức chóng mặt ở trong lượt quay này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở trong lượt quay này là cung hay là chém. Rất căng. Chưa biết nó là cung hay là chém nhưng hiện tại vẫn đang rất căng. Số là những con số mà có lẽ là mơ ước và mong đợi. Và có lẽ chúng ta khóa bàn và chạy trong lượt quay này là được rồi. Khóa bàn và chạy trong lượt quay này thôi. Bàn không biết đã được khóa hay chưa. Nhưng mà bàn đã được khóa rồi. Chúng ta hãy cùng khởi hành ở trong lượt quay này thôi. Nó là cung hay là chém thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, chưa ai có thể rõ được. Khi mà quân chưa được mở thì chưa ai có thể rõ. Và chúng ta hãy cùng xem ở trong lượt quay này nó là cung hay là chém. Tôi nghĩ rằng ở trong lượt quay này phải là chém để cho anh Luận Nguyễn có thể ăn ở trong lượt quay này. Vâng, màu 1 là cung rồi. Nhưng thường thì màu 1 là cung, bàn ở dưới thì là bàn chém trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thường là như vậy, cứ màu 1 là cung thì còn lại là chém. Kiểu kiểu nó phải là như vậy. F4 và F11 lên, các bạn có thể thấy rằng màu 2 là chém. Màu 7 cũng là chém luôn. Và trong lượt quay này chắc chắn lại là chém rồi. Không có cửa cho cung. Hai quân chém như thế kia lấy đâu ra cửa cho cung. Vâng, Hitty, Phoenician, AC, Phoenician. Vâng, ở trong lượt quay này vẫn cung thôi. Vâng, nhưng bàn phụ này là chém. Bàn phụ này là chém. Kiểu nó phải là như vậy. Bàn phụ là chém, bàn chính cung, bàn phụ chém trong lượt quay này. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ở trên màn hình. Chính chém phụ cung, chính chém phụ cung. Số rất tươi. Chúng ta đến với lượt quay tiếp theo thôi. Vâng, tổng kết cùng chém một chút cho các bạn khán giả liên tục luôn.
Ở trong lượt quay thứ 11 thì là 5 cung và 2 chém. Cung được cộng thêm 5 tức là 40. Chém được cộng thêm 2 tức là 37. Rồi, và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo. Tiền lại về với tay của anh Luận Nguyễn. Không hề đơn giản. Các bạn có thể thấy rằng anh Luận Nguyễn là người đánh không hề đơn giản. Anh đánh chém bạt phụ. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay này cũng đã xong. Lượt quay thứ 12 của chúng ta, mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Và chúng ta hãy cùng xem sàn gờ coi ai sẽ là người tạo bàn nhanh nhất. Vâng, anh Hiển Quang Trường, 150.000 gờ coi ở trong lượt quay này anh dành cho chém. Không biết là dây chém đã về hay chưa, nhưng dây cung đang là hơi dài rồi. Anh Luận Nguyễn không biết là đã hút hết điếu thuốc hay chưa, trở lại với sàn của chúng ta hay chưa. 111.000 đến từ anh T-Pro. Và lần này anh chọn cung. Không hề đơn giản khi mà một người cung một người chém. Và số lượng tiền là gần ngang nhau. Đúng rồi, bắt đầu lao vào nhau rồi. Vâng, 50.000 gờ coi đến từ anh Chính Loe trong lượt quay này. Và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sàn. 10.000 gờ coi nữa tiếp tục đến từ anh Quách Nam. 10.000 gờ coi dành cho chém. Không biết là cung hay là chém trong lượt quay này. Rất căng. Chưa thấy anh Luận Nguyễn ra đòn. Không biết là anh hút thuốc xong hay chưa. Và không biết là hút gì mà lâu thế. Sợ vợ hay sao mà không dám hút ở trong nhà. Rất khiêu khích. Năm trăm nghìn gờ coi. Vâng, anh Luận Nguyễn ở trong lượt quay này. Bàn phụ 500.000 gờ coi. Thế còn bàn chính là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Một pha bứt phá đến từ anh Luận Nguyễn chăng? Vâng, 500.000 gờ coi rồi. Và 500.000 gờ coi tất nhiên là anh dành cho chém. Không biết là anh đại gia tên dài nhìn thấy 500.000 gờ coi này có vâng ý kiến gì hay không. Tiếp tục 500.000 gờ coi nữa. Không hề đơn giản. 1.000.000 gờ coi trong lượt quay này. Mắc binh của thế giới rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cuộc đấu trí giữa hai tay nhà giàu này. Gọi là hai tay nhà giàu. Rất mong chờ cuộc đấu trí giữa hai tay nhà giàu ở trong lượt quay này. Như vậy là bàn cũng đã bay sạch. 500.000 gờ coi cũng đã bay. Và 500.000 gờ coi ở phía bên trên đến từ anh đại gia tên dài. Vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Mút tất cả các mặt chém rồi. Vâng, anh đã huy động toàn bộ lực lượng để hôn tất cả các mặt chém. Rất kết cùng đến từ đại gia tên dài. Vẫn là 500.000 gờ coi nữa của anh. Anh T-Pro vẫn đang còn 106.000 trên 111.000. 500.000 ở phía bên trên vẫn đang còn nguyên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cuối cùng ai sẽ là người dỡ đi 500.000 này đây. Rất căng, rất căng. Vẫn 500.000 mà vẫn chưa có chủ. 500.000. Vẫn chưa có chủ. Và ngày Chính Loe trong lượt quay này tiếp tục là người đánh cùng với 30.000 gờ coi. 500.000 vẫn chưa xác định được chủ hay không. Một số tiền quá ngon. Chỉ việc bốc và bỏ vào túi thôi. Rất đơn giản. Gõ số và bỏ vào túi. Anh Hiển Quang Trường đã bay ác rồi. Nhưng mà anh yên tâm, bay rồi nó sẽ lại xuống thôi. Mà không thì 6 bước huyền thoại anh sẽ trở về. 500.000 gờ coi vẫn chưa xác định được chủ nhân. Tiếp tục chờ đợi ở trong lượt quay này thôi. Một con số rất đẹp. 500 tròn chính. Và có lẽ là chỉ có thể là anh Luận Nguyễn mới giải quyết được số này thôi. Ngoài, vâng, ngoài bàn 500.000 ra tất cả đều đã bay số. Thế mới tải chứ. Ngoài ra thì
bay hết, mút hết tất cả số, còn lại chưa đúng 500.000. Tài thật. Tới rồi. Vâng, có lẽ là nếu mà 500.000 này không được, không tìm được chủ nhân thì có lẽ chúng ta đợi đến với lượt sau. Khi mà 500.000 này không tìm được chủ nhân thì chúng ta hãy cùng đến với lượt sau thôi. Khóa bàn rồi. Và chúng ta hãy cùng chạy ở trong lượt quay này. Không biết đó là cung hay là chém trong lượt quay này, nhưng tôi nghĩ rằng anh Luận Nguyễn sẽ có một lượt, sẽ có một lượt. Anh sẽ khắc tên mình. Và đây chính là lượt đó. Anh sẽ khắc tên mình với 1 triệu của coi trong lượt quay này. Màu 1 khả năng là cung cao nhưng F4 và F11 lên. Màu 7 chắc chắn là chém, anh đã ăn màu 7 rồi, không nói nhiều. Và bàn chính cũng là bàn chém luôn. Tôi khẳng định luôn anh ăn bàn chính lẫn bàn phụ luôn trong lượt quay này. Tuyệt vời. Nó phải là như thế. Vâng, ở trong lượt quay này anh bàn phụ là Minoan Greg. À không, bàn chính là Persian, Ia, Roman và Greg kẹp một Minoan. Còn bàn chính là Hitty Egypt. Hai cung bàn chính đó là Hitty Egypt. Vâng, kéo cái khung này một chút lên phía bên trên. Rồi, ổn rồi. Vâng, tổng kết luôn ở trong lượt quay này cho những người chiến thắng thôi. Gcoin phải về tay nhanh nhất với những người chiến thắng. Vâng, cung được cộng thêm 2, tức là 42. Chém được cộng thêm 5. 37 với 5, cũng là 42. Cân luôn sau 12 vòng quay, khiếp thật. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với vòng quay tiếp theo. Vòng quay thứ 13 thôi. Mọi thứ ở trong buổi tối ngày hôm nay nó quá cân và căng thẳng. Một pha kết ra đòn cực kỳ chính xác, rất tuyệt vời. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay thứ 13 cũng đã xong. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với sàn. 57.000 gờ coi về coi đá bóng đến từ anh Chính Loè. Và anh cứ yên tâm là lát nữa thì kênh ngao17.com cũng sẽ tường thuật trực tiếp luôn. Anh rất yên tâm. Vâng, vừa rồi anh còn 1.2.000 và anh đã lên được 2.4.000. Rất tuyệt vời. Những con số nhảy một cách tuyệt vời. Vâng, không biết là đã trả tiền hay chưa? Tổng kết đúng hay không? Xong chém ở trong lượt quay vừa rồi, đúng rồi. Đó là xong chém ở trong lượt quay vừa rồi, chuẩn rồi. Như vậy là tiền cũng đã được trả về tài khoản. Vâng, không thiếu một đồng. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với lượt quay tiếp theo. Lượt quay thứ 13 thôi. Anh Luận Nguyễn đang một mình một ngựa. Và không biết là anh sẽ tạo bàn với bao nhiêu tiền ở trong lượt quay này. Đây rồi, anh Luận Nguyễn đã quyết định trả làng với 321.000. Và lần trước đánh 500 và lần này trả làng với 321. Vâng, trả hơi ít, ăn hơi nhiều, trả hơi ít. Và không phải ai khác, đúng là không phải ai khác, chỉ có thể là đại gia tên dài. Vâng, anh đã làm một phát 321.000 luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh Chính Loe bây giờ anh có tạo thêm bàn nữa hay không. Và anh Luận Nguyễn có tạo thêm bàn phụ hay không, hay tiếp tục là bàn chính. Vâng, em fan, anh Hiển Quang Trường đã bảo là em fan của Westbomb. Và tối đêm nay tính sao, vẫn cứ theo Westbomb thôi, fan Westbomb cứ theo Westbomb. Đây rồi, vâng, tiếp tục là một bàn chính đến từ anh đại gia tên dài. Và 543.000 đó là số tiền của anh đại tên dài.
Vâng, hai bàn liền, hai bàn liền, số y hệt bằng nhau, không khác gì. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Rất hồi hộp. Một cuộc đua có thể nói rằng chỉ là cá nhân ở trong giải năm nay thôi. Cuộc đua danh hiệu cá nhân. Vâng, số mà hắn vẫn đang còn nguyên. Không thấy thay đổi gì mấy. Có lẽ là anh Thành Nguyễn cũng đã bắt đầu à. Vâng, bảo toàn lực lượng. Chiến đấu và bảo toàn lực lượng. Vâng, hơi giật lag ngày hôm nay, không biết là cái máy này nó bị làm sao mà tự nhiên là cảm giác như hiện tượng rất giật lag. Vâng, như vậy là tạm thời hiện tượng giật lag cũng đã qua rồi. Chúng ta hãy cùng khóa bàn và chạy lùi quay này luôn thôi. Khi mà hiện tượng giật lag đã qua, khóa bàn và ta hãy cùng chạy trong lượt quay này. Là cung hay là chém thì có lẽ rằng quay thì chúng ta mới biết được nó là cung hay là chém. Chạy thôi. Vâng, màu 1 Max C luôn, không nói nhiều. F4 và F11 lên. Vâng, màu 7 tiếp tục là cung luôn. Và tiền lại về với anh Luận Nguyễn. Tài thật đấy, anh Luận Nguyễn đánh đâu ăn đấy, xuất sắc thật. Vâng, ở trong lượt quay này không, nhưng bàn chính cũng là bàn chính, là bàn cung. Bàn chính, bàn cung, bàn phụ, bàn chém. Chính cung phụ chém, nhưng anh vẫn có tiền. Chuẩn là nó phải đánh như vậy. À không, Xong cung, tôi nhầm. Xong cung. Và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, đúng là xong cung. Ở trong lượt quay này là xong cung. Egypt 4 Pan Babylon. Xong cung ở trong lượt quay này. Vẫn có tiền đến từ anh Luận Nguyễn. Tài thật, vẫn là người có tiền, thậm chí tiền nhiều. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo thôi. Tôi sẽ tổng kết lại và các bạn hãy cùng F5 và lấy phần thưởng thôi. Ở trong lượt quay này thì là 5 cung và 2 chém. Vâng, 42 cộng 5 là 47 và 44. Rồi, và chúng ta hãy cùng kiểm tra lượng gờ coi thật kỹ về đến với lượt quay tiếp theo. Lượt quay thứ 14 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay này cuối cùng cũng đã xong. Sát giờ bóng đá lắm rồi. Vâng, hình như là bây giờ đã bắt đầu lăn rồi. Vâng, trái bóng bắt đầu lăn rồi. Vì vậy có lẽ chúng ta nên cử hành nhanh ở trong ngày hôm nay. Cử hành nhanh từ lượt quay thứ 14 đến lượt quay thứ 20. Các bạn có thời gian theo dõi bóng đá. Vâng, lượt quay thứ 14 ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Gấp rút. Vâng, cùng chém thì hãy cùng xuống tay. Mở bát 50 tỷ đến từ anh Luận Nguyễn. Ui giời ơi. Vâng, 50 tỷ. Và không biết là phải mũ lên một cơ số cái loại 0.1. Có lẽ là như vậy. Vâng, đây rồi, 400.000 gờ coi đến từ anh Luận Nguyễn. Nhanh cuộn bóng, chuẩn là phải như vậy. Lần này tiếp tục anh chọn nó chém. 400.000 gờ coi.
Và bây giờ thì số má không còn một xu nào, 400.000 ngựa coi cũng đã bay. Và không biết là anh đại gia tên dài trong lượt quân này anh thích gì nữa. Và anh Luận Nguyễn đã là người thích chém rồi, và có lẽ rằng đại gia tên dài không thể là người thích cùng, à không thể là người thích chém cùng. Và anh đã bắt đầu chuyển sang cùng, 400.000 ngựa coi để cho cùng và chờ đợi đến từ anh Luận Nguyễn thôi. Nhanh cuộn bóng, nhanh cuộn bóng. Vâng, 370.000 đó là số tiền còn lại. Chém tiếp đến từ anh Luận Nguyễn với 300.000 nữa. Rất hăng. Vâng, anh ra to luôn một thẻ đi. Ra to luôn một thẻ để cho anh em khỏi phải suy nghĩ nhiều. Vâng, bàn của anh tên dài đã có anh Quyết VN và anh Tùng Hà Đông cũng đã bắt đầu vào rồi. 360.000 đó là số tiền còn lại. Anh Luận Nguyễn làm hơn ra một cái bàn nó rực rỡ lên. Của anh kết thúc luôn và quay những lượt quay sau một cách cực kỳ nhanh để đến với bóng đá. Vâng, mút nốt, 360.000, mút nốt, nhà giàu không tiếc gì cái nhẫn nhôm. Mút nốt, nhanh. Để chúng ta hãy cùng đến với lượt quay tiếp theo, lượt quay thứ 15. Vâng, anh không phải là nhà giàu nhưng anh là nhà siêu giàu. Nói tạm là như vậy cũng được. 10 triệu gờ coi, 360.000 anh vẫn cứ chê, thì em cũng đến chịu. Hiện tại kỹ thuật viên Đăng Dũng đã thống kê anh đã có khoảng 10 triệu gờ coi. Lượng gờ coi của anh bây giờ đứng ở top 2. Vâng, người nhiều người nhất chỉ có thể là Bầu Thắng thôi. Bầu Thắng mới là người nhiều tiền nhất. Còn lại thì tất cả đều thua anh. Thôi rồi, như vậy là chê thì thôi. Có lẽ chúng ta đang cùng khóa bàn là chạy trong lượt quay này thôi. Chê rồi, chính thức chê. Bàn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng chạy trong lượt quay này. Không biết đó là cung hay là chém, nhưng tôi hy vọng anh Luận Nguyễn lại một lần nữa anh sẽ lên ngôi. Anh Luận Nguyễn, anh có muốn lên ngôi hay không? Và chúng ta hãy cùng chạy ở trong lượt quay này. Lên ngôi rồi, F4, F11 lên. Vâng, Soujin, Sukata, Parizadet. Những cái tên mà chém rất nhiều. M1 là cái gì? Vâng, M1 là Egypt. Egypt cửa bật vẫn cao dành cho chém. Biết là Egypt là cửa bật. À vâng, biết M1 thì đã là cung rồi. Nhưng khi mà Egypt mở ra thì cửa bật vẫn đang là rất cao dành cho chém. Và chúng ta mở bát để biết được đồng này luôn. Mở bát. Vâng, cung ở trong lượt quay này rồi. Egypt Babylon Siang Sam. Vâng, xong cung. Không nói nhiều, xong cung ở trong lượt quay này. Và anh Luận Nguyễn chắc là phải đợi lần sau thôi. Có lẽ em phải đợi anh lần sau. Hẹn gặp lại anh lần sau. Chúc anh may mắn lần sau. Xong cung ở trong lượt quay này. Và trong lượt quay này 5 cung và 2 chém. 5 cung 2 chém. Vâng, 47 cộng với 5 là 52. Chém được cộng thêm 2 là 46. Rồi, và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo. Nhanh tay lĩnh ngay giải thưởng và xem bóng đá thôi. Lượt quay thứ 16. Xin lỗi bạn, lượt quay thứ 15 tôi nhầm mất. Rồi, mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với sàn gờ coi. Chết thế nào được nhỉ, trả làng. 110.000 gờ coi trả làng. Đến từ tay cung chính lòe. Anh Quách Nam ở trong lượt quay này tiếp tục là người giành cho chém. Và hai người lại bắt đầu đối đầu với nhau. Một cuộc đối đầu tuy rằng về cân nặng thì một bên là 110, một bên là 10. Nhưng về trí tuệ tôi nghĩ là cũng chỉ là cân thôi. Cân nặng thì lệch nhưng trí tuệ là cân. Và đánh nhau là chủ yếu dùng cái đầu chứ không phải là dùng cơ bắp. Quan trọng là như vậy. Vâng, 800.000 gờ coi nữa dành cho chém trong lượt quay này. Không biết là đại gia tiên dài ở đâu rồi, có nhìn thấy những con số vật vã thống kê ở đây không? 800.000 gờ coi. Rất kết rồi. Lượt quay này rất kết, nhưng đại gia tên dài cũng là người cực kỳ kết.
siêu siêu kết ở trong lượt quay này không hề đơn giản. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có câu trả lời hay không. Và 800.000 người coi và không có câu trả lời rồi. Không có câu trả lời rồi. 10 người vẫn đang theo dõi nhưng 800.000 người coi ở phía bên trên. 750.000 nữa là số tiền còn lại. Không biết là ai đây. Anh Hiền Quang Trường là người bắt đầu thi đấu rồi. 50.000 người coi, anh đã bắt đầu vào bàn của anh đại gia tên dài. Vâng, bàn cung ở phía bên dưới 110.000 cũng chỉ còn lại 8.000 đến từ anh Chính Lẻ thôi. Và bay sới rồi. 750.000 ở phía bên trên, không biết rằng anh Luận Nguyễn có tham gia hay không. Vâng, hình như đại gia tên dài đang hơi sợ anh Đăng Dũng thì phải. Hơi sợ anh Đăng Dũng rồi. Ở phía bên dưới có anh Luận Nguyễn với 2 cành ở đây và anh Trường Phạm 5 cành ở đây nữa. Hết sức căng cò. Thôi rồi, chốt phiên và chạy lượt quay thứ 15 rồi, tôi nghĩ là nên như vậy. Và đến với lượt quay thứ 16 chết chóc. Lượt quay thứ 15 đã bắt đầu được chốt. Và chúng ta hãy cùng xem lượt quay thứ 15 này là cung hay là chém đây. Là cung hay là chém thì phải quay mới biết được. Vâng, tỷ lệ chém của màu 1 là hơi thấp. Nhưng F4 và F11 lên. Chém rồi, chém rồi, chém rồi, chém, 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 chém. Chém chặt. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng Nebuchad kìa. Vâng, Nebuchad màu 5 là cung nhưng màu 6 thì lại là chém. Và màu 7 dường như cũng là chém luôn. F4 bỏ đi và chúng ta hãy cùng resize. Và xem ngay từ màu 7 và xem đi. À, màu 6 xem đi. Chắc chắn một chém Yamato đã. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với màu 7. Babylon. Màu 6 IA. À không, màu 6 Kata một đều. Màu 5 Babylon. 2-1 cho cùng. Màu 4 Bamiran. 3-1. Màu 3 AC. 4-1 rồi. Như vậy trong lượt quay này tiếp tục xong cung. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình quá nhiều cung ở trong lượt quay này. Quá nhiều cung. Himiko là Kata chứ không phải là IA, tôi nhầm mất. Himiko đó là Katania đến từ màu 6. Và màu 6 không phải là màu của bàn phụ. Bàn phụ là màu 7. Và màu 7 là Babylon. Tiếp tục xong cung trong lượt quay này. Khiếp hồn. Đâu ra mà lắm cung đến mức như vậy. Và không biết đâu ra mà lắm cung đến mức như vậy. Có lẽ rằng niềm vui chưa đến với anh Luận Nguyễn thôi. Nhưng ở trong lượt quay tới chắc chắn anh Luận Nguyễn sẽ là người có được niềm vui. Tôi sẽ sửa tỷ lệ cung chém ở thời điểm hiện tại. Cập nhật luôn cho các bạn tiện theo dõi. Vâng, ở trong lượt quay này thì là 6 cung là lên 58. Còn chém được cộng thêm 1 đơn vị là lên 47. Rồi, vòng quay thứ 16 tiếp theo rồi. Rất nhanh tay để đến với bóng đá. Vâng, Cù Dũng hình như vẫn đang bắt nạt anh Thành, à, anh Luận Nguyễn thì phải. Anh cần phải oánh to hơn. Oánh dìm chết Cù Dũng luôn. Oánh cho Cù Dũng không còn thở được luôn. Có lẽ là phải nên như vậy. Mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong ở trong lượt quay thứ 16. Và hiện tại vẫn 10 người. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi đến từ anh Luận Nguyễn. Đây rồi, coi đá bóng thôi đến từ anh Luận Nguyễn. 500.000 người coi trong lượt quay này. 500.000 người coi và Cù Dũng không biết là có tha cho anh Luận Nguyễn hay không. Không hề tha. Ra phát hết luôn. Vâng, một bàn chém ra phát hết luôn. Anh Chính là, vâng, 7 phát cung mà anh vẫn tin cầu cung là dài. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh Luận Nguyễn có ra bàn nữa hay không. Khiếp hồn. Vâng, những con số ra đến đâu hết đến đấy. Vâng, đúng là thiếu 500k đấy. Đang thiếu 500k đấy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Một phát chém ở phía bên dưới 10k nữa cũng đã hết. Anh Quách Nam. Vâng, 10k cũng đã hết và không biết là ai đây. Không phải là ai khác, đó chính là anh Chính Lòe. Anh Chính Lòe, tôi nhầm mất, đó chính là anh Chính Lòe. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem còn ai nữa hay không. Lượt quay thứ 16 rồi, gấp rút nhanh để chúng ta hãy cùng đến với lượt quay thứ 20.
chốt phiên để chúng ta hãy cùng đến với bóng đá thôi. Vâng, anh Đạt Lương đã bảo trắng toát màn hình rồi. Anh có thể F5 lại hoặc là đổi đường truyền mạng của mình đi xem vâng có ổn hay không. Nếu anh có nhiều đường truyền mạng thì anh hãy lựa chọn đường truyền mạng khác. Và nếu không thì anh hãy cùng F5 lại hoặc là Ctrl F5. Chắc tắt tất cả các... Vâng, lưu lại các trình duyệt lưu lại trước đó. Và đến với chương trình Triệu Phú Gờ Coi. Và anh Luận Nguyễn tiếp tục ra màu 7 ở trong lượt quay này. Và tiếp tục màu 7 cho chém, không biết là Đăng Dũng có thà hay không. Không biết là kỹ thuật viên Đăng Dũng của chúng ta hay không, có thà hay không. Vâng, như vậy là cũng không thà. Quyết không thà, giết bằng chết ông này rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, để lại hai cành. Để lại hai cành để còn sống. Thôi rồi, khóa bàn là chúng ta hãy cùng chạy trong lượt quay này thôi. Tôi nghĩ là nên khóa bàn là chạy trong lượt quay này. Rồi, bàn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người canh giữ đảo xa. Không biết là Đăng Dũng canh giữ đảo xa hay là anh Luận Nguyễn canh giữ đảo xa. Bàn đã được khóa và lượt quay tiếp theo, lượt quay thứ 16 xin phép được bắt đầu. Vâng, màu 1 chém rồi, anh Luận Nguyễn ăn rồi. Ăn chặt. Em resize cho anh xem. Không tin em sẽ resize cho anh xem. Và em sẽ đi từ màu 2 và đi xuống đến màu 7 trước khi quay trở lại với màu 1. Vâng, màu 2 gách. Một chém. Màu 3. Đâu rồi màu 3? Đây rồi. Xiang. Đều. Một đều. Màu 4 gách tiếp. 2-1. Màu 5 chém tiếp. Maxe 3-1. Màu 6 Hitty 3-2. Màu 7 Garek chém trong lượt cái này rồi. 4-2 rồi. Xong chém luôn. Đấy, đánh thế nó mới là đánh chứ. Vâng, màu 1 Kata luôn. Đánh thế nó mới là đánh như rực rỡ. Cuộc đời lại trở nên tươi hồng. Vâng, cuộc đời lại trở nên tươi hồng với anh Luận Nguyễn. Xong chém trong lượt cái này. Vâng, tổng kết luôn cùng chém ở thời điểm hiện tại cho các bạn luôn. Vừa vâng, lượt quay này là lượt quay hai cung Xiang và Hitty. Vâng, như vậy cung thành 60, còn 5 chém. 47 cộng 5 là 52. Rồi, ổn rồi. Và chúng ta cùng tiếp tục đến với lượt quay tiếp theo, lượt quay thứ 17. Vâng, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay thứ 17 cũng đã xong. Rồi, 100.000 người coi đến từ anh Chính Lòe. Và cuối cùng thì anh Chính Lòe cũng đã bắt đầu ra đòn. Anh Đạt Lương đang bảo không thấy gì thực căng rồi. Vâng, ngày hôm nay thì vâng, cái bảng Excel để làm cung chém đang gặp một cơ số cái vấn đề. Vâng, chưa thể khắc phục ngay được. Vì vậy vâng, Quân sẽ được em post lên sớm nhất, trong thời gian sớm nhất. Và anh còn đang bị trắng xóa màn hình nữa thì hỏng. Rất khoai. Vâng, bây giờ thì 100.000 người coi đến từ anh Chính Lòe là người nhiều nhất. Vẫn chưa thấy, vâng, lượt quay thứ 17 rồi nhưng tại sao vẫn chưa thấy anh Luận Nguyễn ra đòn. Người tốt không thể khổ mãi được. Oh, Carol, I'm so lost.
đây rồi, vâng đây rồi, đây rồi, đây rồi, em thấy rồi, em thấy rồi, thấy rồi. Vâng, đang coi bóng đá, 466.000 đang coi bóng đá. Và lần quay này chỉ trung thành với chém thôi. Chỉ trung thành với chém trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Vâng, để lại 6.000. Để lại 6.000 ở bàn, 446.000. Đến từ... Vâng, để tôi xem nó là ai. Vâng, đại gia tên dài. Chỉ có thể là đại gia tên dài thôi. Không biết là anh có ra bàn phụ hoặc là ra tiếp tục tăng độ hay không. Tôi nghĩ là tiếp tục tăng độ thì anh đại gia tên dài cũng tiếp tục sẽ vào thôi. Hoặc anh ra bàn phụ thì đại gia tên dài cũng sẽ vào. Không thua kém gì cả. Vâng, anh Hoàng Phong DZ đang bảo hôm nay quay sớm vậy. Vâng, nhưng hôm nay tình hình là cuối tuần của bóng đá. Và mai đặc biệt là có giải đấu vô cùng lớn. Vâng, giải đấu mà giải thưởng nhất lên đến 20 triệu đồng. Vâng, giải nhất là 20 triệu đồng. Em xin nhắc lại là giải nhất là 20 triệu đồng. 22 xeng tự do. Vì vậy hôm nay tất cả những công tác chuẩn bị sẽ được cố gắng thật sớm, thật sớm. Để có thể tiến hành ngày mai một giải đấu có giải thưởng cực kỳ lớn. Trở nên gọn ghẽ, sạch sẽ và gọn ghẽ. Tôi xin hai chú đấy, nhà ở Sài Gòn hôm nay oảng chắc phải bay ra mua gỡ coi. Anh cứ yên tâm, không phải bay. Vâng, kỹ thuật viên Đăng Dũng là người sở hữu rất nhiều thẻ ATM. Vâng, anh có thể chuyển khoản và nhận được Gcoin với số lượng cực kỳ lớn và giá siêu ưu đãi luôn. Đăng Dũng là người đang hốt bàn của anh. Và nếu anh không giết thì có lẽ rằng anh sẽ phải mua lại Đăng Dũng. Vì vậy anh phải giết Đăng Dũng. Anh phải ra một bàn to để kỹ thuật viên Đăng Dũng, hay còn gọi núp bóng với cái tên đại gia tên dài, anh phải giết, phải giết. Vâng, ngày mai sẽ khoảng 10 giờ, vòng 10 giờ sáng ngày mai sẽ bắt đầu thi đấu vòng quần chiến trạm 4 Game TV Thái Bình, Hà Nội và Skynet. 22 xem tự do. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng tạm thời chốt phiên 17 ở đây được rồi. Khóa bàn và chạy lượt quay thứ 17 thôi. Vâng, bàn cũng đã được khóa và chúng ta hãy cùng chạy lượt quay thứ 17 thôi. Tôi nghĩ là như vậy là vừa đẹp rồi. Lượt quay thứ 17, lượt quay của cung hay của chém đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và chạy lượt quay 17. Nó là mẫu 1 chém cực kỳ cao. Vâng, ăn rồi, chắc chắn ăn rồi. Lấy đâu ra mà ăn được của anh Luận Nguyễn mãi thế? Lấy đâu ra mà ăn được của anh Luận Nguyễn? Vâng, lượt quay này không chém cứ chặt đầu tôi xuống được chưa ạ? Không chém cứ chặt đầu tôi xuống. Nói thế cho nó nhanh. Vâng, chúng ta hãy cùng đi từ mẫu 1. Mẫu 1, gách luôn. Mẫu 2, chém tiếp, Min Hoàn 2-0. Mẫu 3 chém tiếp, 3-0. Roman, mẫu 4 chém tiếp, mở bát. Choi Son, mở bát luôn trong lượt quay này. Vâng, lượt quay này là thất chém. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Thất chém, thất chém. Không có cung ở trong lượt quay này, rất tuyệt vời. Bây giờ tỷ lệ cung chém đang là, vâng, 60 và 59. Đuổi cực giác. Lượt quay thứ 18 thôi. Vâng, sau lượt quay thứ 18 thì còn lại 2 vòng quay nữa là chương trình Triệu Phú Gcoin sẽ kết thúc. Rồi, đây rồi, rất nhanh tay đến từ anh Chính Lòe. 110.000 vừa coi. Bàn đầu tiên. Vâng, nhanh đi thôi, MU thắng rồi. Lượt quay thứ 18 rồi, nhanh thôi, nhanh thôi. Rất nhanh tay thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Và ca khúc tiếp theo là ca khúc nhạc Pháp, lời Việt, bài hát có tên Xuân Yêu Thương. Rồi, bắt chuẩn bị. Không.
Vâng, nhanh tay, tạ bàn xuống tất. Tất tay ở trong lượt quay này thôi. Vâng, đại gia tên giải thì cũng xuống tất tay thôi. Lượt quay 18 tạo cả màu nữa kìa em kìa. Vâng, lượt quay thứ 18 sao thiếu à, tạo nhầm rồi kìa. Thêm một bàn nữa đi. Thêm một bàn nữa thôi, không phải xóa cái kia đi đâu. Thêm một bàn nữa. Là bàn màu nữa. Vâng, anh Quách Nam cũng đã ra đòn 10.000 ở đây rồi. Đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, mang say đắm cho đời. Khi về đừng quên nghe em. Vâng, một bản cung đến từ đại gia tên giải, 500.000 người coi, không thể chờ đợi được anh Luận Nguyễn nữa, và anh đại gia tên giải đã bắt đầu ra đòn. Vâng, 300.000 người coi nữa đến từ anh Luận Nguyễn. Vâng, nhanh thôi. Ngày mai tôi đã thấy giải thưởng ngày mai nóng quá rồi. À, giải nhất 20 triệu đồng nóng quá rồi. Vâng, nó nóng đến mức mà không ai có thể chịu nổi nữa rồi. Vâng, nhanh tay và đến với ngay giải thưởng. Giải 20 triệu đồng tiền mặt chứ không phải là gờ coi. Vâng, gờ coi thì có thể quy ra được, nhưng mà giải thưởng ngày mai là giải thưởng tiền mặt. Nhanh tay và lĩnh ngay giải thưởng thôi. 500.000 gờ coi cũng đã bung sới. Và còn lại 450.000 có lẽ. Đúng rồi, anh Luận Nguyễn cũng đã vào. Rồi, chốt phiên rồi, chúng ta cùng chạy lượt quay 18 ở đây thôi. Khóa bạn, chốt phiên. Chạy lượt quay 18, bạn đã được khóa và phiên cũng đã được chốt. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay thứ 18. Là cung hay là chém đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Nó là cung hay là chém thì chỉ có thể là quay thì mới biết được. Đã quay. Và 1-1 tiếp tục lại là chém. F4, F11 lên. Vâng, ở trong lượt quay này Akikot kia là chém rồi, Temu là chém, Mariam là cung, Xen Long màu 2 cũng là cung, Mini Lattes thì là chém và như màu 5 là cung. Ba đều và có lẽ là chỉ có thể màu 1 mới xác định được thôi. Và chúng ta hãy cùng đi từ màu 7. Màu 7 hình như là chém. Vâng, màu 7 là đây rồi, góc này là góc màu 7 ngự trị IA. Màu 6 Phô, một đều. Màu 5 Pan, 2-1 dành cho cung. Màu 4 chắc hai đều thôi. Grex đúng là như vậy. Màu 3 Min Hoan, màu 2 chém nữa đi. Xen và đến với màu 1. Hình như màu 1 là chém. Vâng, chém cho Son. Chém trong lượt quay này rồi, tiếp tục lại là chém. Vâng, chúc mừng anh Luận Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng đến với lượt quay thứ 19 thôi. Nhanh và gấp rút đến với lượt quay thứ 19. À đây rồi. Vâng đây, vâng Quân ở trong lượt quay này đây, tôi quên mất. Không cập nhật cung chém. Nhanh một chút để cho các bạn khán giả xem bóng đá. Vâng, ở trong lượt quay này thì là xong chém. Vâng, chém được cộng thêm 4 là 63. 63. Cần thế nhỉ? Rồi. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo. Lượt quay thứ 19, lượt quay áp chót trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong lượt quay thứ 19 cũng đã xong. Vâng, mở bàn. Vâng, bàn cũng đã được mở. Rồi, chúng ta hãy cùng nhanh tay đến với lượt quay thứ 19. Vâng, đại gia tên giải đây rồi. Anh ra bàn ở trong lượt quay trước, anh chết cực sâu. Và lần này anh đã ra bàn với 500.000 gờ coi. Lượt quay trước anh chết với lại anh vâng Luận Nguyễn. Một cái bàn cực sâu. Hai bàn liền, một bàn 500.000 gờ coi, một bàn 300.000 anh vào. Chết cực sâu ở trong lượt quay trước. Và lượt quay này anh đã ra bàn tiếp tục với 500.000 gờ coi nữa. Anh Luận Nguyễn không biết đang ở đâu rồi. Vâng, bàn chém đến từ anh Đàn Lương cũng đã hết. Bây giờ thì anh Luận Nguyễn đang ở đâu? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Đây rồi, trả làng đến từ anh Luận Nguyễn, hai bàn 418.000 cả. Tôi nghĩ là không phải là trả đâu. Lần nào anh bảo trả thì như cũng chẳng còn xu nào.
Vâng, toàn làng trả cho anh thôi, chứ anh có trả cho làng lần nào đâu. Vâng, một bàn đầu tiên cũng đã hết. Vâng, bàn dưới cũng đã hết luôn. Bàn phía trên anh có nhai nốt không? 500.000 ngựa coi phía trên anh có nhai nốt hay không? 20.000 ngựa coi bàn phía bên dưới và 10.000 ngựa coi đều là những người đánh cung. Ở phía bên trên không biết là anh có nhai nốt hay không? Vâng, 495.000 ở phía bên trên. Anh nuốt nốt để chúng ta cùng chạy lượt quay thứ 19 và đến với lượt quay thứ 20, lượt quay cuối cùng ở trong ngày hôm nay thôi. Bóng đá thì vẫn đang diễn ra hết sức nhanh và quyết liệt. Không biết là bây giờ MU đã dẫn này chưa? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Tỷ số của MU bây giờ không biết là tình hình là đang như thế nào. Nhưng ở trong đấu trường triệu phú gờ coi ngày hôm nay thì hầu như là tiền vẫn đang chảy chỗ trũng thôi. Toàn bộ tiền vẫn đang là chảy chỗ trũng, chảy hết về tất cả túi của anh Luận Nguyễn. Người đã giàu càng giàu thêm. Thế giới nơi em thuộc về là một góc khuất cho anh đợi chờ. Thế giới nơi em thuộc về. Vâng, tất cả đều đã hết rồi. 493.000 anh nuốt nốt để chúng ta hãy cùng chạy lượt quay thứ 19 thôi. Em nghĩ là anh nên nuốt nốt. Đây là con số cực thơm. Vâng, giải Ngoại hạng Anh vẫn đang diễn ra với trận cầu cùng giờ. Manchester United và West Brom tỷ số vẫn đang là không đều. Phút thứ 29-30 gì đấy rồi. Tỷ số vẫn đang là không đều. Thôi rồi, chốt phiền chúng ta hãy cùng chạy lượt quay này thôi. Chốt phiền. Rồi, phiên cũng đã được chốt và chúng ta hãy cùng ở trong lượt quay này xem nó là cung hay là chém. Là cung hay là chém thì có lẽ là chỉ có thể quay mới biết được. Và lượt quay này, lượt quay thứ 19 xin phép được bắt đầu. M1 lại tỷ lệ là cung cao hơn, nhưng đây hoàn toàn có thể là Persian khi toàn bộ nông dân quay mặt ra phía ngoài. F4 này F11 lên. Vâng, Temu là chém, Akikot kia là chém ra trong lượt quay này rồi. Không có cửa cho cung nữa, cho dù M1 có là cái gì đi chăng nữa. Vâng, vâng, M1 là Babylon và cung ở trong lượt quay này. hơi ảo diệu, nhưng tôi nghĩ là nó chả thấm vào đâu cả. Vâng, so với lại anh Luận Nguyễn, nó chả thấm vào đâu cả. Không thấm gì với anh Luận Nguyễn, chỉ có thể anh Luận Nguyễn thôi. Người có lượng tiền ở thời điểm hiện tại là, vâng, người ngang ngửa với bầu thắng ở thời điểm hiện tại. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Vâng, chỉ có thể bầu thắng Tìm Thái Bình với ngang tiền với anh thôi. Còn lại thì không ai có thể ngang tiền với anh được. Egypt, Phoenician, Babylon và Babylon, đó là 4 cung. Tôi đã cập nhật tỷ lệ cung chém và đến với lượt quay cuối cùng ngay sau đây thôi. Rất nhanh. Vâng, cung được cộng thêm 4, chém được cộng thêm 3, tức là 66 dành cho chém và 67 dành cho cung. Lượt quay này là chính chém phụ cung. À, xin lỗi bạn, chính cung phụ chém. Và chuẩn bị đến với lượt quay tiếp theo, lượt quay cuối cùng ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Nó là cái gì thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Lượt quay cuối cùng. Vòng quay thứ 20. Rồi, mọi công tác chuẩn bị ở trong vòng quay thứ 20 cũng đã xong và cuối cùng quay trở lại với sàn. Hai mươi nghìn người coi đầu tiên đến từ anh Đạt Lương, tăng độ rồi, gấp đôi rồi. Lần trước tôi thì nhìn thấy có 10 nhưng bây giờ là 20 rồi. Tiếp tục một bạn nữa. Vâng, đánh phải như thế. Vâng, ta hãy cùng chờ đợi xem đại gia tiên dài ở trong lượt quay này anh sẽ thích gì. Có phải là cung nữa hay không, hay là phát cuối cùng anh xoay cầu. Vẫn tiếp tục là cung và lần này là 7 con số. Chờ đợi anh Luận Nguyễn ở trong lượt này thôi. Chỉ có thể là chờ đợi được anh Luận Nguyễn. Không ai khác ngoài anh Luận Nguyễn ở trong lượt này. Vâng, 1 triệu vừa coi. Đó là số tiền đến từ đại gia tên dài. Bung sới 999.000 đến từ anh Luận Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem
cuộc đấu trí này còn nữa hay không. Tôi hy vọng anh đại gia tiền dài sẽ tiếp tục ra một bàn nữa. Vâng, ăn thua đủ một tơn ở trong lượt quay này luôn. Ăn thua đủ ở trong lượt quay này. Vâng, đây đã là lượt quay cuối cùng rồi. Và đúng là như vậy. Một chiều gờ coi nữa. Một chiều gờ coi nữa đến từ anh đại gia tên dài. Và chúng ta cùng chờ đợi xem. Tiếp tục là bàn cung 1 triệu gờ coi. Bàn chém 15.000 gờ coi đến từ mùa 7. Và số ở phía bên trên vẫn đang còn. Bàn cung của trong lượt quay này là chủ yếu thôi. Nhưng tôi nghĩ ở trong lượt quay này tỷ lệ là chém là cao hơn. Và khả năng oẳng đến từ đại gia tên dài đang là rất rất cao. 1 triệu gờ coi không hề đơn giản. $998.000 đó là số tiền còn lại. Sau một bàn hai cành đến từ anh Luận Nguyễn. Vâng, số ở phía bên dưới vẫn còn rất nhiều. Không biết có ai thích đánh chém hay không. Anh Luận Nguyễn gom hết số đi để cho làng được yên thân. Vâng, số ở phía bên trên đã gần hết rồi. Đã gần xong rồi. Rồi, hết rồi. Khóa bàn và chạy cũng được cái này thôi. Một bàn 1 triệu ở phía bên trên đã bị chê 998.000. Khóa bàn đi thôi. Vâng, khóa bàn và chạy lượt 20. Để mọi người, vâng, bàn đã được khóa. Và lượt thứ 20 xin phép được bắt đầu. Tiếp đi anh báo mồm, thôi em chịu. Vâng, cái đấy anh liên hệ với lại trực tiếp với anh đại gia tên dài. Còn em chịu. Vâng, chúng ta hãy cùng chạy lượt quay thứ 20 ở đây thôi. Lượt quay thứ 20 này là của cung hay là của chém thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Một chút chờ đợi, một chút hồi hộp. Và chạy lượt quay thứ 20. Lượt quay của chạy. Vâng, mùa 1 chém rồi, yên tâm rồi, anh Luận Nguyễn yên tâm lắm rồi. Không có thể là cung đến từ mùa 1. Vâng, nhìn cái nhà này khó là cung lắm. Một cây gỗ 75, một cây gỗ 75, một cây gỗ như thế kia này đến đâu ra mà cung. Vâng, ở trong lượt quay này luôn em cũng vâng, nói luôn là nếu mùa 1 là chém luôn. Em đưa tiền và giả tiền luôn tổng kết. Không mùa 1 xe. Vâng, chúng ta hãy cùng retry. Bật mí một chút là em đã nhìn thấy 3 chém. Em đã nhìn thấy 3 chém, anh yên tâm, anh Luận Nguyễn yên tâm. Màu 2 Babylon 20. Màu 3 21. À không, 30. Vâng, màu 4 chắc chắn là chém rồi. Màu 4 không phải là chém mới chặt đầu tôi đi được chưa. Vâng, Kata. Màu 5 Persian. Màu 6 cũng là một chém nữa. À không, màu 6 Seng. Như vậy là Seng ở, à vâng, cung ở trong lượt quay này rồi. Vâng, em đã nhìn thấy 3 chém rõ ràng. Em nhìn thấy Achilles, nhìn thấy Darius và Habika Baxa rồi. Nhưng tại sao nó vẫn cứ ra cung ở trong lượt quay này. Vâng, hơi đen rồi cho anh ở trong lượt quay cuối cùng. Ở trong lượt quay này thì chính cung phụ chém. Vâng, ở trong lượt quay này các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đó là 4 cung. Vâng, cung ăn rồi. Cung ăn 67 cộng với 4 là thành 71. Còn chém là cộng thêm 3 đó là 69. Rất sát nhau và cung đã ăn. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình vâng lượt quay cuối cùng. Sao nó lại ra. Vâng, em đã nhìn thấy 3 chém rồi. Vâng, chém Amica Baxa này, chém Persian này là Darius này, với Achilles kia là Greg, em đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Thế mà nó vẫn cứ ra cung được, giải thật. Vâng, xin chúc mừng cho những ai đánh cung ở trong lượt quay cuối cùng. Vâng, thôi thì vâng, phục vụ nốt. Vâng, phục vụ nốt anh Luận Nguyễn ở trong lượt quay cuối cùng. Nốt anh Luận Nguyễn ở trong lượt quay cuối cùng. Và chúng ta hãy cùng đến với lượt quay thứ 21. Lượt quay cuối cùng đây sẽ là lượt quay cuối cùng của trong ngày hôm nay. Nốt lượt quay cuối cùng. Vâng, bàn cũng đã được tạo. Kỹ thuật viên là người đang tạo bàn ra cực kỳ nhanh. Vâng, không sửa tên là vòng 20 đây. Vòng cuối.
Rồi. Rồi mọi thứ cũng đã xong. Rồi mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong và chúng ta hãy cùng quay trở lại với sàn. Ai là người tạo bàn đầu tiên? Phải chăng đó là anh Luận Nguyễn? Vâng, quay cuối cùng. Đây rồi. Trả cho Luận Nguyễn nè. Anh Đạt Lương cũng đã bắt đầu tạo bàn rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem 100.000 G coi đến từ anh Chính Loè. Anh Đạt Lương cũng đã có G coi ở đây. Vâng, 20.000 G coi nữa ở đây đến từ anh Quách Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh Luận Nguyễn có ra bàn hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đợi một chút, chờ đợi. Hết số, anh Luận Nguyễn là người đi gom số. Vâng, tạo bàn luôn ở trong lượt quay thứ 21. Tiếp tục là bàn cung 1.000.000 G coin nữa. Vâng, đánh rất lịch sự đấy từ anh đại gia tên dài. Rất lịch sự. Vẫn 1.000.000 G coin đều tay. Rất đẹp mắt và lịch sự. Đánh nó phải là như vậy. Không chơi thì thôi, chơi nó phải lịch sự. Vâng, AOE 17 là vậy. Thái Bình là như vậy. Vâng, anh Luận Nguyễn sao lại, sao lại oảng rồi là như thế nào anh? Không thể oảng rồi được chứ. 1.000.000 ở coi rất thơm ở phía bên trên. Vâng, 1.000.000 ở coi thơm đến mức như thế ở phía bên trên mà lại không vào, hơi đáng tiếc. Vâng, anh cũng đã gom số toàn bộ rồi. Hỏng rồi. Lượt cuối kìa anh. Vâng, anh có thể kiểm tra lại không? Kỹ thuật viên có thể kiểm tra lại không? Xem anh nó oảng thật hay chưa? Hay là anh đang ém hàng? Vâng, đang ém hàng, chắc là đang ém hàng thôi. Tôi nghĩ làm gì có chuyện oảng thật. Được rồi. Thôi rồi. À đây. Nó phải là như thế. Vâng, không biết đây là ai. Chỉ có thể là anh Luận Nguyễn thôi, biết ngay mà. Vâng, chỉ có thể là anh Luận Nguyễn thôi. Anh đã vào với một bàn 345.000. Vâng, nhìn cái con số 345 là tôi biết là thế lực này vẫn đang còn mạnh lắm. Thế lực này vẫn đang còn mạnh lắm, số vẫn đang còn nhiều, chả qua đang ém số thôi. Như kiểu lò xo đang nén lại thôi. Được rồi, tôi nghĩ là như vậy là ổn rồi. Và chúng ta hãy cùng đến với lượt quay này thôi. Rồi, số mã cũng đã ổn và chúng ta hãy cùng đến với lượt quay cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Nó là cung hay là chém thì chúng ta hãy cùng quay thì mới biết được. Mà chỉ có thể mới quay thì mới có thể biết được nó là cung hay là chém. Và lượt quay cuối cùng xin phép được bắt đầu. Úi giời, kịch bản lại như lượt trước, nhưng tôi nghĩ rằng ở trong lượt quay này kết quả không lặp lại. Vâng, với một cái thế bài mà màu 1 không thể là xem được nữa. Và đây, F4, F11 để cho anh yên tâm chưa. Gitco là chém. Và Stocklet màu 7 cũng là chém. Ít nhất đó là hai chém. Anh đã yên tâm hay chưa? Và màu 1 nữa là mở phát nữa là chém cho anh yên tâm luôn này. Đấy, yên tâm chưa? Ba chém anh yên tâm chưa? Mở bát luôn cho anh lấy tiền này. Vâng, sướng chưa? Anh sướng chưa? Vâng, Hitty, Pabiran, Phonesian nó có là cái thá gì đâu anh. Vâng, anh có nhìn thấy là Katha, Roman, Greg và Ia không? Tiền của anh ở đấy chứ đâu. Vâng, Octavidan đó cũng chính là Roman. Chúc mừng anh. Vâng, xong chém vào trong lượt quay này. Xong chém, lượt quay thứ 21, lượt quay cuối cùng cũng đã khép lại. Và chương trình Triệu Phú Gờ Coi tối nay cũng đã xin phép được tạm dừng lại ở đây. Xong chém luôn ở trong lượt quay này. Chúc mừng các bạn khán giả đã đặt cho chém trong lượt quay này. Còn bây giờ thì vâng, có lẽ chúng ta nên
tạm biệt nhau ở đây và quay sang với những kênh bóng đá sôi động thôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả các bạn. Hy vọng các bạn sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng kênh AOM17.com và xây dựng website AOM17.com trở thành ngôi nhà chung và trở thành nơi mà chúng ta có thể thường xuyên lui tới để có thể thư giãn. Còn bây giờ thì một lần nữa xin chào tạm biệt. Trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc.